một tai nạn khủng khiếp ập tới khiến thiếu gia nhà họ tống tống hiệu đình từ một người khỏe mạnh mang đầy tham vọng bỗng chốc biến thành người tàn phế anh nghĩ mình đã là người tàn tật không muốn làm liên lụy một ai nên chọn cách bỏ trốn nhưng cuộc đời mấy khi đoán được chữ ngờ hoạn nạn mới biết lòng nhau đúng lúc này anh gặp được người con gái mà anh thầm yêu cô gái đó là ai liệu anh có can đảm bước ra khỏi mặc cảm để một lần nữa theo đuổi tình yêu Mời các bạn cùng đón nghe câu chuyện tình đầy cảm động giữa anh chàng tổng tài tật nguyền và cô nàng bí mật này ngay sau đây nhé. Nhà họ Tống Phòng khách lầu 2 liên tục truyền ra giọng đàn ông Dì Duyên, dì cảm thấy tóc của tôi thế nào? Dì Duyên, vết của tôi hình như hơi nhăn phải không? Dì Duyên, cả vạt của tôi hơi nghiêng thì phải nhỉ? Ôi, sao không thấy giày của tôi đâu thế này? Dì Duyên, anh cứ hỏi liên hồi khiến cho dì Duyên cười không khép miệng lại được. Giúp anh sửa caravat, phủi phủi vét, còn an ủi trái tim bất an của anh. Xong rồi cậu chủ, kiểu tóc của cậu rất hợp, từ vét đến cà vạt đều tuyệt. Giày đang ở phía dưới, đợi lát nữa tôi lấy lên cho cậu. Nghe dì Duyên nói xong, chàng trai đang hưng phấn cả ngày nọ, cuối cùng cũng an tĩnh lại, rụi rụi mũi, cười ngại ngùng nói. Ngại quá dì Duyên, vừa nghĩ đến đêm nay sẽ gặp được cô ấy, tôi kích động quá dì xuyên tất nhiên là biết người trong miệng cậu chủ nhỏ của mình là ai cười hiền từ và gật đầu vậy cậu chủ phải biểu hiện cho tốt đưa cô ấy về dì xuyên sẽ nấu cho cô ấy món thật ngon tống hiệu đình gật đầu ôm gì cảm ơn dì xuyên đứa bé ngốc này nói cảm ơn gì chứ đi đi nhớ chú ý an toàn đấy thấy bóng lưng tống hiệu đình bước đi như cũng mang nét cười dì xuyên bỗng dưng có cảm giác như thằng con nhà tôi cuối cùng cũng trưởng thành rồi. Trên xe, gương mặt tinh xảo của Tô Kỳ lộ rõ vẻ mệt mỏi. Vừa đi một sâu, cô lại phải bay chuyến sớm nhất đến thành phố A, chuẩn bị chào hỏi phía sâu sẽ tham gia ngày mai. Ôi chào bảo bối của chị ơi, biểu hiện hôm nay của em quá tuyệt vời. Chịu nốt ngày mai thôi là chúng ta có thể nghỉ ngơi một hôm. Bất ngờ không? Có bất ngờ không nào? Người đại diện Úc Nam muốn dùng câu chữ vui vẻ để khiến cô tích cực hơn Chị Nam, em sắp túi bụi rồi, em muốn ngủ một giấc đến trời sập luôn. Được rồi, đến khách sạn rồi, đi thôi. Tống Hiệu Đình rất hài lòng về bản thân ngày hôm nay. Bộ vét trắng, cả cà vạt và dì xuyên tỉ bỉ chuẩn bị cho anh. Cứ nghĩ đến mình sắp được gặp người bản thân yêu thích, anh lại kích động khủng khiếp. Chờ ở khách sạn Tô Kỳ sắp đến, vẻ mặt đầy ý mừng nhưng không giấu nổi. Ngay khi trông thấy Tô Kỳ đang đi về phía anh, anh hưng phấn bước đến nhưng một chiếc xe đột nhiên mất khống chế lao nhanh thẳng về phía này tiếng bánh xe ma sát cực kỳ chói tai khi anh phản ứng lại thì đã không còn kịp rồi chiếc xe đâm mạnh về phía anh cảnh cuối cùng trước mắt anh là tô kỳ đã được vệ sĩ bảo vệ rồi không bị thương tô kỳ lại hoảng sợ nhìn bộ vết trắng của người ấy dần nhiễm màu đỏ tươi của máu tiếng thét chói tai vang lên hòa cùng tiếng còi báo động của khách sạn cũng có người xông đến úc nam trấn tĩnh lại ngay che mắt Tô Kỳ lại. Tô Kỳ, giờ có rất nhiều người, chúng ta phải đi vào ngay, nếu không thì sẽ rất dễ bị nhận ra. Tô Kỳ gật đầu, quay lại nhìn thoáng qua người đàn ông nằm trong vũng máu, vội dục vệ sĩ gọi xe cứu thương. Úc Nam hiểu rõ cô, tuy trong cách xử sự có vẻ không quan tâm gì, nhưng nội tâm rất thiện lương nên không ngăn cô lại. Mà Tô Kỳ cũng không biết, ánh mắt khi ấy chính thức đánh dấu bước phát triển của duyên phận giữa cô và Tống Hiệu Đình. Một người đàn ông có gương mặt anh tuấn, đang ngồi vẽ tranh, dáng vẻ tỉ mỉ hấp dẫn không ít những người đẹp trên bờ biển, nhưng khi thấy anh ngồi xe lăn, lại chỉ đành tấm tắc tiếc. Vậy nên các cô lại chuyển hướng sang người đàn ông mặt mũi tương tự bên cạnh anh, ánh mắt lóe sáng, thế là không ngừng có người tới bắt chuyện. Tống Hiệu Đình dừng bút vẽ, nhìn người đàn ông đang thu hút ong bướm bên cạnh, bất đắc dĩ mở miệng. "Anh, anh muốn trêu chọc các em gái thì đừng đem em theo chứ, quá bất tiện." Tống Sở Phong tháo kinh mát xuống, trêu chọc anh. Cái đó làm sao được, em cũng bức bối muốn bệnh rồi kìa, nhìn qua thì em còn giống anh trai hơn. Tống Hiệu Đình không tiếp lời, cầm bút vẽ lên, nhúng chút màu rồi tiếp tục vẽ nốt phần chưa xong. Từ lúc chân nó bị thương đến khẩn đinh này nghỉ ngơi, trước mắt còn trong giai đoạn phục hồi, nhìn dáng vẻ tu tâm dưỡng tính này của nó, người làm anh trai thật sự không thể không sốt ruột thay không uổng công mình phải người đi khắp nơi hỏi thăm hành trình của Tô Kỳ. Nghe nói cô sẽ tới đây, không chừng có thể chạm mặt cô gái trong lòng nó. Sáng chiều ở Khẩn Đinh rất đẹp, đặc biệt là khi Tống Sở Phong đã trông thấy người đứng ở bờ biển cách đó không xa, cuối cùng cũng không uổng công tới đây. khoái miệng cong lên một nụ cười đều, thừa dịp lúc thằng nhóc kia không chú ý, liền lặng lẽ chạy tới chỗ khác chơi với người đẹp. Tống Hiệu Đình cũng không nghĩ nhiều, nhìn lớp màu nước cuối cùng đã được tô lên rồi thở vào, khóe miệng hiện lên nụ cười nhàn nhạt, nhạt, như có như không. ngẩng đầu thưởng thức dáng chiều, đẹp đến mức khiến anh cảm thấy cuộc sống cứ thế này cũng rất tốt. Lúc tùy ý nhìn quanh bãi biển, anh nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc, nụ cười nơi khóe miệng dần dần cứng lại. Đó là cô gái anh hằng thương nhớ sao? Hô hấp của anh hơi mất kiểm soát, nhìn chăm chăm bóng lưng mặc váy hai dây màu trắng, mắt cũng không chớp lấy một cái phảng phất như có thần giao cách cảm vậy bóng lưng kia từ từ quay lại ánh mắt giao nhau anh thật sự không thể hít thở nổi thật sự cô gái mà anh hằng thương nhớ tô kỳ cảm giác như có một ánh mắt nóng hừng hực nhìn chằm chằm cô từ sau lưng mặc dù trên bờ biển cũng có rất nhiều người lướt nhìn qua nhưng chỉ có mấy lần dù sao trên bờ biển còn nhiều người ăn mặc hấp dẫn hơn cô tô kỳ lướt qua thấy một chiếc giá vẽ một chàng trai ngồi trên xe lăn và cả ánh mắt hốt hoảng không kịp che giấu của anh tô kỳ khẽ cười không biết mình ở đài loan có bao nhiêu fan bất ngờ người đàn ông này sao lại hơi quen thế nhỉ dùng ngón tay đặt lên miệng là một động tác suỵt thấy anh gật đầu lần này thì chắc chắn anh là fan của cô rồi đi chân cát mềm tới cạnh anh tô kỳ lên tiếng chào hỏi hai chào tống hiệu đình ưỡn thẳng lưng sau cơn hoảng hốt nhìn tô kỳ mặc vai trắng Đôi môi đỏ mọng trước mặt mình Vừa gợi cảm vừa xinh đẹp Trái tim anh cũng muốn bay Đây là nữ thần của anh đấy Tô Kỳ phụt một tiếng bật cười Anh có vẻ hơi căng thẳng đấy Anh có biết tôi không Tôi là fan của em Thấy cô dùng giọng điệu của cô gái Đài Loan Chào hỏi anh Giọng nói của Tống Hiệu Đình có chút khàn khàn Lại tăng thêm vài phần ngây ngô Vừa nãy thấy ánh mắt của anh là tôi nhận ra rồi Tô Kỳ hoạt bát Mở đề tài với anh coi tôi là người bình thường là được anh là họa sĩ sao chỉ là tùy tiện vẽ chút thôi vậy anh giỏi thật đấy tôi học cái này lâu lắm rồi cũng chẳng được tôi kỳ nhìn qua trình độ vẽ của anh mặc dù không phải quá hiểu biết nhưng cảm giác chắc chắn không phải là người bình thường em còn biết về hội họa tống hiệu đình có chút kinh ngạc mình lại không biết cô có sở thích này không có đâu chỉ là tùy tiện vẽ thôi Bộ bạn từ khi chiều tà mà không ngờ đã trò chuyện tới tối. Người bơi lội ở bờ biển cũng dần ít đi, chỉ còn vài đôi tình nhân nhỏ, túm năm tụm ba giữa đám đông và một số du khách đang tản bộ. Trời tối rồi, Tô Kỳ híp mắt nhìn người đàn ông này, mang một chiếc giá vẽ, xe lăn thì không dễ đi trên cát xốp, lại không biết người đàn ông này có thể chấp nhận được người khác giúp đỡ hay không. Cô chỉ đành khéo léo mở miệng. Anh Tống, tôi phải đi rồi, vẻ mặt tống hiệu đình cứng đờ anh sao lại quên được cô tốt đẹp như vậy còn anh thì lại là người tàn tật có thể nói chuyện cùng nhau đã tốt lắm rồi còn trông mau điều gì đây anh tống tô kỳ trên mặt lộ ra chút nghi ngờ à xin lỗi hôm nay phiền cô rồi nói chuyện với tôi lâu như vậy tống hiệu đình giọng nói đã không còn trầm ổn như vừa nãy ngược lại có chút mất mát mơ hồ tô kỳ khẽ cười Tại sao cô lại nghe được có một chút tuổi thân vậy? Không đâu, anh Tống rất thú vị. Đang lúc Tô Kỳ chuẩn bị đi, thì người có mặt mũi tương tự với người ngồi xe lăn xuất hiện. Đó là một người dáng dấp rất đẹp trai, mà bây giờ cô rút cuộc mới biết tại sao lại cảm thấy người ngồi trên xe lăn rất là quen thuộc. Cô Tô, xin chào. Tống Sở Phong đến gần bọn họ, khoái mắt lộ ý cười, đưa tay ra, như thể trùng hợp thật. Tô Kỳ gật đầu một cái, theo tính lịch sự và đưa tay ra. Xin chào Tống Tổng. Tôi còn đang nghĩ sao nó chưa gọi điện thoại cho tôi. Hóa ra là gặp một đại mỹ nhân nên không rời chân được. Tống Sở Phong nói đùa. Buông tay Tô Kỳ ra. Đương nhiên không bỏ qua vẻ bất mãn trong ánh mắt của em trai mình. Tô Kỳ ngược lại tỏ ra rất thoải mái và rộng lượng. Tôi cũng không ngờ tới. Đại khái cũng chỉ là trùng hợp thôi. Nếu Tống Tổng đến rồi thì tôi cũng nên trở về nhìn ánh mắt lưu luyến không thôi của em trai tống sở phong không tiện nói gì cảm ơn nhiều tô kỳ chấp mắt cười nói không cần khách giáo xong rồi xoay người đi tống hiệu đình ngồi trên xe lăn ôm ra vẽ có chút nặng nề nhìn bóng dáng chập chờn khuất trong đêm đen tống sở phong chiêu chọc sao thế còn muốn lấy tô kỳ sao sau khi cô biến mất ánh sáng cuối cùng trong mắt tống hiệu đình cũng dần dần mất đi bây giờ em không xứng với cô ấy nhìn em trai mình hiếm khi mất tự tin tống sở phong ngược lại cảm thấy kỳ lạ này em mới bay lớn nói gì mà không xứng với không hợp thích thì mau theo đuổi đi chứ anh anh không hiểu thích thì có lợi ích gì em không thể đem lại tương lai mà cô ấy mong muốn em chỉ là một họa sĩ người cô ấy cần không phải là một kẻ như em tống sở phong vừa nghe đã không vui tống hiệu đình em nghe cho rõ đây thích cô ấy thì mau theo đuổi Đừng chờ tới lúc hối hận Thì anh cũng không thể cho em cơ hội đâu Chân thì chúng ta có thể chữa từ từ Em nhìn xem Em chẳng chịu phối hợp trị liệu chút nào lại còn muốn hồi phục Mơ cũng đẹp đấy Hơn nữa bác sĩ cũng không nói không thể trị khỏi mà Nói thì nói vậy Tống Hiệu Đình vẫn cúi đầu ể oải Tống Sở Phong nhìn thấy anh như vậy Xem ra không tàn nhẫn chút là không được Đành quá to Tống Hiệu Đình Em có muốn anh cướp cô ấy về làm chị dâu em không? Anh dám, Tống Hiệu Đình đỏ mắt, trợn trừng nhìn anh mình, cứ như bị cướp mất bảo bối yêu quý nhất vậy. Ngược lại khiến Tống Sở Phong sợ hết hồn. Tới bây giờ anh cũng chưa từng thấy em trai mình hung tợn như vậy, nên mềm giọng. Được, 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 không dám, không dám, vậy cho em chút động lực, cố gắng lên. Nghe anh trai nói như vậy, ý muốn được bình phục của Tống Hiệu Đình lại càng trở nên mãnh liệt hơn. Anh mời bác sĩ trị liệu tới cho em đi. Được, tối nay sẽ sắp xếp ngay cho em. Tống Sở Phong cười híp mắt nhìn em trai, cầm lấy giá vẽ của anh, đẩy xe lăn của anh, dọc đường còn hoan hô. Đi, đi về nấu nướng. Trở về khách sạn, tâm tình của Tô Kỳ có vẻ rất tốt. Cô chuẩn bị xong nước ấm và hoa hồng trong bồn tắm. Hơi nước hừng hực thoát ra, làm lộ gương mặt nhỏ nhắn, tinh tế. Hôm nay vô tình gặp được người đàn ông kia, có vẻ rất thú vị. Hóa ra người đó lại là em trai của Tống Tổng. Lần đầu tiên gặp được một người đàn ông khi thấy cô lại xấu hổ như vậy trước đây những người đàn ông vây quanh cô thường là kiểu chân chó hoặc là trưởng thành tính cách anh hài hước thú vị bề ngoài cũng rất hấp dẫn đáng tiếc là đôi chân đột nhiên nhớ tới việc mẹ mình thường thúc giục tìm bạn trai hình như cô có một chút mong đợi với chuyến đi này không biết có phải khí tượng không tốt hay không nhưng mấy ngày liên tiếp trời đều đổ mưa cô ở trong phòng cũng sắp mốc lên rồi rốt cuộc đợi đến lúc trời tạnh Tô Kỳ mặc quần áo mình dày công chọn lựa, rồi chạy ra ngoài. Trên đường không nhiều người, cô cũng không lo bị nhận ra. Mặt trời không có mà đeo kính mát thì còn quái dị hơn. Cô tới cửa hàng mua nước, một cốc đá bào hoa quả cầm trên đường uống. Khi Tống Sở Phong thấy Tô Kỳ cũng bị dọa muốn rớt mắt, hai người đối mặt. Tô Kỳ nhìn cây kem trong tay Tống Sở Phong, cười đến gập eo. Tống Sở Phong giả vờ ho khan một tiếng, đi tới cạnh cô, tức giận nói cười 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 cô còn không biết xấu hổ mà cười tôi một đại minh tinh lại ăn đá vào ngay trước mặt mọi người tống tổng thổng, anh cũng không kém mà kem cũng sắp dính lên dâu rồi dù trong tôi kỳ trưởng thành đấy nhưng vẫn có tính cách của một cô bé ham chơi tống tổng thổng, sao anh lại đi một mình tống sở phong nhớn mày sao thế vừa ý đứa em nhà tôi ăn xong que kem còn lại tống sở phong giải thích nó đang đợi hồi phục ra mình trong nhà Tô Kỳ đang ăn đá bào chợt sặc một cái. Hồi phục. Thấy được ánh mắt khó hiểu của Tống Sở Phong, Tô Kỳ ngượng ngùng nhìn anh ta. Tôi cứ nghĩ anh ấy bị tật bẩm sinh. Tống Sở Phong trầm ngâm, một lát sau mới đáp một nẻo. Tô Kỳ, cô biết là nó thích cô không? Tô Kỳ gật đầu một cái, lại múc một thìa đá bào lạnh buốt nhưng ngọt ngào. Vậy còn cô? Anh ta trần trừ một chút, cuối cùng vẫn hỏi tới vấn đề này, anh tống đúng là một người rất thú vị tống sở phong nhìn dáng vẻ của cô cũng không dò ra ý tứ trong lời cô nói tô kỳ bây giờ những lời tôi nói cô có thể không tin nhưng nó thật sự đã yêu cô rất lâu đó không phải là tình yêu giữa phan với thần tượng mà là tình yêu thuần túy giữa một người đàn ông với một người phụ nữ tô kỳ khẽ cười hình như không hề tin việc này khắp phòng nó đều là tranh vẽ cô tôi có muốn không nhận ra cô cũng khó Thấy cô không động đậy chút nào Tống sở phong ra đòn chí mạng cuối cùng Không tin cô còn không có phản ứng Tranh vẽ tôi Tô Kỳ nửa tin nửa ngờ Tống tổng anh không lừa tôi chứ Tống sở phong nhớn mày Có muốn đi xem cùng tôi không Tô Kỳ do dự một chút Nhanh chóng giải quyết phần đá bào còn lại Rồi đi theo anh ta Tống sở phong này mặc dù rất đào hoa Nhưng lại thật lòng đối xử tốt với em trai anh ta Nếu không phải thật sự là anh em ruột thịt thì cô cũng nghi ngờ mối quan hệ giữa bọn họ. Tống Hiệu Đình đang ở phòng vẽ trong ngôi nhà, nhìn bức tranh mình vừa mới vẽ xong, anh lập tức đỏ mặt, tim cũng muốn nảy lên. Trên giấy vẽ là một cô gái đang nằm trong phòng ngủ, cô gái mặc một bộ đồ hơi mỏng, phảng phất có thể nhìn xuyên thấu qua, tăng thêm một phần mông lung đẹp đẽ, có chút gợi cảm lại khiến anh xấu hổ. Thật nhớ cô ấy quá đi. Chẳng qua mấy hôm nay trời mưa, cũng không có cơ hội ra ngoài để vô tình gặp cô Mà mấy hôm nay vẫn đang tập vật lý trị liệu Qua một thời gian dài không trị liệu nên càng khó khăn hơn Nhưng vì cô, anh bằng lòng trải qua vất vả Cũng may phản ứng cơ bắp của anh không tệ Mấy ngày nay đã hồi phục ở mức cao nhất rồi Đám chìm trong thế giới của mình nên anh cũng không nghe được tiếng có người tới Trang trí ở đây đẹp quá Phong cách kiểu Bắc Âu, cô rất thích Thấy được sự yêu thích trong mắt cô, Tống Sở Phong nắm chặt cơ hội khoe khoang một chút Là do hiệu đình thiết kế Tô Kỳ nhìn thấu nhưng cũng không vạch trần Trong lòng thêm vài điểm cho Tống Hiệu Đình Đi thôi, bên này có một căn phòng vẽ Bây giờ nó hẳn là đang vẽ Tống Sở Phong gõ cửa một cái Hiệu Đình là anh Nghe tiếng Tống Hiệu Đình tìm một tấm vải che ngay bức tranh lại Bình tĩnh lại một chút rồi để anh ta mở cửa vào Anh đi đâu? Lúc em dậy cũng không thấy anh Tống Hiệu Đình quay lưng về phía anh ta, thờ ơ dọn dẹp bút và màu vẽ xếp ngay ngắn cất đi. Tống Sở Phong sờ mũi một cái, thấy cũng không cần nói với em trai chuyện mình len lén ăn kem sau lưng nó. Đi cùng dì Duyên ra ngoài hái dừa, dì ấy định làm món gà om dừa Hải Nam cho em nếm thử. Anh tiện thể ra ngoài đi dạo một lúc, chút nữa phải đi họp. Em giúp anh tiếp đãi một người bạn nhé. Nói xong không quên đưa ánh mắt về phía Tô Kỳ, ám chỉ đừng vạch trần anh ta, rồi đi xuống lầu khóe miệng nhích lên một nụ cười đều. Xem ra chuyến đi khẩn đinh lần này của hiệu đình là để nó giải quyết xong chuyện trung thân đại sự rồi. Được. Tống hiệu đình sửa sang lại họa cụ. Nghe tiếng bước chân đã đi xa, cửa cũng chỉ khép hờ. Anh cầm gậy trông đứng lên, vừa xoay người đã thấy Tô Kỳ. Sừng sấp một chút rồi lảo đảo không đứng vững. Cũng may Tô Kỳ đã tới đỡ anh, không bị ngã xuống. Nhưng màu và bút vẽ lại không tránh khỏi tai họa, lật úp rơi xuống đất sao em lại tới đây trong giọng nói của anh vừa phấn khởi lại vừa dè dặt tô kỳ đi tới giúp anh đóng cửa lại ngồi xổm xuống giúp anh dọn dẹp đồ ngổn ngang nửa đùa nửa giỡn trêu chọc anh anh trai anh nói anh thích tôi bảo tôi tới xem thử vừa nghe cô nói vậy tống hiệu đình lập tức căng thẳng không tự chủ được lớn tiếng cái gì tô kỳ tỏ vẻ nghi ngờ động tác tay cũng dừng lại chớp hai mắt thật to nhìn anh Chẳng lẽ anh không thích tôi à? Nói là nói như vậy, nhưng trong lòng mình cũng xấu hổ muốn chết. Không ngờ có một ngày mình lại mặt dày hỏi người khác như vậy. Không, tôi rất thích cô. Tống Hiệu Đình lập tức buột miệng nói ra, thấy cô cười cũng xấu hổ cười theo. Tô Kỳ nheo mắt, trong lòng vui vẻ, đúng là một đứa bé ngoan ngoãn thành thật. Anh ngồi đi, tôi thu dọn giúp anh, đừng cử động, nghe lời. Nhìn anh bắt đầu ngồi không yên, Muốn giúp một tay thì ấn anh về lại ghế ngay Ngược lại Tống Hiệu Đình hơi xấu hổ Khắp phòng trừ một ít tranh phong cảnh Thì còn lại đều là cô Bị cô nhìn thấy đúng là quá xấu hổ Nhìn dáng vẻ cô giúp anh nhặt bút vẽ Làm anh cảm giác như mình là người đàn ông hạnh phúc nhất thế giới Trong không khí phảng phất đều là mùi hương của cô Thật sự rất thơm Cánh tay gầy, dáng người có lồi có lõm Cô mặc một bộ váy liền thân còn lơ đãng lay động khiến anh có thể thấy được phong cảnh xinh đẹp trước ngực như ẩn như hiện trời ơi anh muốn chảy máu mũi tô kỳ đang chuyên tâm thu dọn đồ đạc nên không phát hiện ra vài cử động nhỏ của anh tô kỳ rửa tay xong quay lại tìm một chỗ ngồi xuống nhìn anh căng thẳng xì một tiếng bật cười nhị cậu chủ anh không cần căng thẳng như vậy coi tôi như bạn bè là được người đài loan các anh không phải cũng nhiệt tình sao tại sao anh lại không giống vậy Tống Hiệu Đình nghe cô nói vậy Mặt liền đỏ lên Nhưng anh cũng khoa trương quá đi Khắp phòng đều là tranh vẽ tôi Anh thích tôi đến mức nào vậy Tô Kỳ xích lại gần anh Nhìn thẳng vào mắt anh Do anh sợ hết hồn Nói chuyện cũng bắt đầu lắp ba lắp bắp Cũng không có nhiều lắm Đùa anh thôi Sao anh có thể đáng yêu tới vậy Tô Kỳ nhéo mặt anh một cái Ừm cảm giác không tệ Nhãn nhụi Một chàng trai lại dưỡng da mặt tốt như vậy xem ra sau này có thể tìm anh để học hỏi kinh nghiệm lần đầu tiên tiếp xúc thân mật với nữ thần của mình làm anh vô cùng vui mừng nói chuyện cũng thoải mái hơn nhiều tối nay ở lại ăn cơm đi tô kỳ do dự một lúc tống hiệu đình cho rằng cô không muốn nên vội vàng nói dì xuyên nấu ăn rất giỏi đấy cô ở lại nếm thử chút đi nhìn dáng vẻ gấp gáp của anh khiến cho tô kỳ vui lắm muốn trêu trọng anh một chút nên vừa ra vẻ suy nghĩ việc này nhưng vừa thấy ánh mắt của anh trở nên trơ trọi Cô kịp thời rút lại Nếu anh đã nhiệt tình như vậy Thì tôi cung kính không bằng tuân mệnh Tống Hiệu Đình cực kỳ vui vẻ Lập tức lớn tiếng gọi dì Duyên chuẩn bị bữa tối Nhìn anh kích động như vậy Liên tục nói nói Buổi chiều trôi qua rất nhanh Tống Hiệu Đình kể một vài câu chuyện vui Lúc anh vẽ tranh ngoài đường Tô Kỳ cũng kể cho anh một vài câu chuyện xấu hổ trong giới giải trí. Thoáng một cái thời gian đã trôi qua, hai người trò chuyện cũng rất vui vẻ tô kỳ cảm thấy người đàn ông này mặc dù khi thấy cô thì có vẻ rất khẩn trương thậm chí còn không biết làm gì còn đem sự vui vẻ trong lòng hiện lên trên mặt là một người đàn ông rất chân thành có lẽ lời tống sở phong nói có thể cân nhắc một chút tống hiệu đình muốn đứng lên đi vào nhà vệ sinh lúc tô kỳ tới đỡ anh tấm vải che bức tranh đã vô tình bị anh kéo ra rơi thẳng xuống muốn che kín lại cũng không kịp rồi Muốn ngăn Tô Kỳ nhìn thấy cũng không kịp nữa Nhìn vẻ mặt mờ mịt của Tô Kỳ Mặt anh lập tức trắng bệch Đưa tay muốn kéo cô định giải thích Nhưng lời đến khóe miệng lại không nói ra được Tô Kỳ thấy bức tranh này Thì sợ đến ngây người Cô xót lại tất cả các hình ảnh Mình từng chụp qua ở các chương trình phim ảnh Cũng không nhớ là mình từng chụp kiểu ảnh này Huống chi Tống Hiệu Đình Cũng đã 27-28 tuổi Chỉ cần liên kết một chút Cũng biết được có chuyện gì đã xảy ra Mặt cô thoát cái biến thành màu đỏ trừng mắt nhìn người gây chuyện Bỏ lại một câu Không biết xấu hổ Rồi tức giận hất tay anh bỏ đi Tống Hiệu Đình không ngăn cô được Rốt ruột đến toát cả mồ hôi Chỉ có thể gọi cô thật lớn Xe lăn ở bên cạnh Chắc tới lúc anh ngồi lên xe lăn thì cô cũng không thấy đâu rồi Anh cũng chỉ có thể miễn cưỡng dùng gậy trống Nhưng lại không cẩn thận té lăn xuống đất Đau đến nghiến răng trợn mắt Dì Xuyên đang ở trong phòng bếp nấu cơm lúc nghe được tiếng kêu của anh thì tô kỳ đã đi khỏi cửa dì xuyên lập tức đi tới đỡ anh trên mặt đầy đau lòng trời ơi cậu chủ của tôi sao cậu lại ngã như vậy dì xuyên còn khiến cô ấy tức giận bỏ đi rồi mặt tống hiệu đình đầy vẻ tủi thân dì xuyên đang muốn nói mặc kệ cô nhưng thấy được người trong bức tranh gương mặt già của bà cũng đỏ lên đứa nhỏ ngốc này sao có thể để một cô gái thấy mấy thứ này chứ con không ngã đập đầu chứ đáng thương quá. Nói chứ còn cũng thật là. Thở phì phò đi ra khỏi nhà của Tống Hiệu Đình. Tô Kỳ càng nghĩ càng giận. Anh lại vẽ cái kiểu đó. Thật là quá đáng ghét. Mặt cô nóng lên. Mưa nhỏ từ từ rơi xuống. Cô vội vội vàng vàng trở về khách sạn. Ngâm sữa tắm. Tống Hiệu Đình này hại cô bây giờ chỉ có thể để bụng đói. Bên ngoài trời vẫn mưa. Tình hình này chỉ có thể tắm xong. Rồi gọi một ít thức ăn đêm. Ngâm một hồi có lẽ do quá ấm nên từ từ ngủ. Ở bên kia, Tống Hiệu Đình đang ăn gà om dừa và vài món thường ngày mà dì Xuyên đã tận tâm nấu, nhưng lại không nếm được chút vị gì. Không biết Tô Kỳ sao rồi, lúc cô vừa đi về thì trời đổ mưa, cô lại không mang dù, chắc chắn là chưa ăn cơm. Tống Hiệu Đình lo lắng cũng đúng, chắc là cô rất tức giận, nhưng bây giờ anh không có phương thức liên lạc của cô, cũng không tìm được cô. Tống Hiệu Đình buồn bã không vui, Ăn xong lại trở về phòng Suy nghĩ một hồi Anh vẫn quyết định gọi cho anh trai của mình Sau khi nghe mắng một trận như thường lệ Thì rốt cuộc đến sáng hôm sau Cũng có được tên khách sạn và số phòng của cô Anh mừng rỡ lập tức bỏ dậy Ngay cả rửa mặt cũng mặc kệ Nhờ dì Xuyên chuẩn bị một bữa sáng cho anh Anh muốn đến xin lỗi cô Hy vọng cô có thể tha thứ Tô Kỳ tốt bụng vậy Chắc chắn là có thể tha thứ cho anh nhưng không ngờ tới khi anh đứng chờ trước cửa phòng Tô Kỳ Thì bên trong chỉ có một bà lão đang dọn dẹp vệ sinh Bà ấy nói Người ngủ lại đêm qua đã đi rồi Dì Duyên đứng sau lưng anh Không đành lòng nhìn dáng vẻ khổ sở của anh An ủi Có khi tiểu tô bận rộn Con bé lại là đại minh tinh mà Nghỉ ngơi lâu vậy chắc chắn phải về rồi Không sao đâu Chờ lần sau tiểu tô tới rồi lại làm cho con bé vài món ăn ngon Tống Hiệu Đình mất mát đi khỏi phòng nghe tiếng bà lão gọi anh ngài chờ một chút xin hỏi người hôm qua ở khách sạn này là bạn của ngài sao đây là dây chuyền của vị tiểu thư đã trả phòng đó cô ấy vô tình làm rơi trong lúc đang tắm nếu ngài quen biết cô ấy thì phiền ngài đưa cho cô ấy làm phiền bà rồi tống hiệu đình lễ phép nói cảm ơn mở dây chuyền trong lòng bàn tay ra là màu bạc có cảm giác kim loại lành mạnh cũng giống cảm giác trong lòng anh vào ngày hôm qua khi cô bỏ đi không quay đầu lại Ôi, có phải cô cho rằng anh là loại người xấu biến thái gì đó không? Thật là đau đầu. Anh quyết định rồi. Anh muốn nỗ lực trị liệu khỏi, rồi đứng trước mặt cô, nói cho cô biết những lời trong lòng mình. Cô chắc chắn sẽ tin, cô là người tốt mà. Nửa năm sau, Tống Hiệu Đình đã có thể không cần hạn để giúp mình trong việc đi đứng. Tuy đi lâu sẽ khó chịu, nhưng dần dần cũng tốt lên thôi. Nhìn sợi dây chuyền Tô Kỳ để lại, anh tràn đầy tự tin cho lần gặp gỡ kế tiếp Tô Kỳ, anh muốn tới tìm em. Sau này anh vẫn sẽ đi sao? Nhìn gương mặt đẹp trai thanh lãnh trước mắt, hốc mắt Tô Kỳ đỏ hoe. Người đàn ông không nói gì, khóe miệng chỉ kéo lên một tia ý cười. Anh chậm rãi hôn xuống môi cô, thật lâu. Cắt. Đạo diễn ra lệnh một tiếng, sau khi xem xong đoạn băng tua lại lần cuối, cảm xúc và hành động thích hợp, ông ta cầm cái loa, lớn giọng tuyên bố bộ phim đóng máy. Trong đoàn phim vang lên từng trận hoan hô, quay chụp diễn phim hơn nửa năm cuối cùng cũng kết thúc bờ môi dính vào nhau của hai người cũng tách ra sau lúc tiếng hô vang lên cả hai nhìn đối phương nhịn không được nở nụ cười đạo diễn đi tới tiểu hứa tiểu tô cảm ơn hai người rất nhiều bộ phim đã diễn xong rồi và hai vai chính các người thật sự không làm bọn tôi thất vọng sao tối nay có muốn uống rượu đóng máy không không được đâu đạo diễn tôi có hẹn với bạn rồi tôi kỳ lễ phép từ chối ý tốt của đạo diễn quang cho hứa miên một ánh mắt ám chỉ. Tôi cũng có việc. Tay hứa miên cắm túi quần, cũng từ chối lời mời từ đạo diễn. Thôi vậy, mấy ngày nay hai người vất vả rồi, bận thì đi đi. Đạo diễn cũng vui mừng hớn hở. Sau khi nói xong mấy lời khách sáo, nhìn đạo diễn đi mất, tô kỳ lười biếng rỗi eo. Coi bộ đi rồi. Đi thôi, mấy cô ăn cơm. Cảm ơn anh, để lần sau đi, lần sau tôi mời anh. Tô Kỳ từ chối sau khi diễn xong, giây tiếp theo cô hận không thể ngay lập tức trở về nhà cát yêu để nằm ấy. Bận việc, hứa miên nhướng mày, tỏ vẻ ngờ vực. Anh buông tha cho tôi đi, tôi mệt chết đi được. Tôi muốn trở về nhà ngủ, muốn về nhà vuốt vuốt bánh kem nhà tôi. Tô Kỳ làm biểu tình tha tôi đi. Bánh kem là một con mèo của Tô Kỳ nuôi. Tôi cũng chuẩn bị trở về, mai còn cái họp báo nữa. Hứa miên so bóp phần giữa hai đầu lông mày, có chút thất vọng lại không thể hẹn được. Được, Tô Kỳ tự thu dọn đồ vật cá nhân của mình xong lập tức leo lên xe. Úc Nam và vệ sĩ đều ở trên xe hết. Bảo bối nhỏ ơi, sao em không ở lại sau cái scandal với đại ảnh đế hứa vậy? Úc Nam vừa ngồi đối diện đánh chữ trên notebook, vừa giễu cợt cô. Miễn đi, em lười ứng phó lắm. Tô Kỳ đeo bịt mắt lên, chuẩn bị nghỉ ngơi. Chị Nam, kế tiếp chúng ta sắp xếp như thế nào? Chị sắp xếp để em nghỉ ngơi mấy ngày, sau đó quay vài cái quảng cáo chị xem mấy cái kịch bản gửi qua một chút cảm thấy tài nguyên khá tốt sẽ giữ lại cho em em mang về xem xem tương đối thích cái nào năm nay công ty thiên vị em để coi em có được đề cử hay không đó nhớ tranh giành chút tiếng tăm cho chị quá tốt rồi rốt cuộc em cũng có thể ở nhà cùng bánh kem vài ngày ước nam trợn trắng mắt thật sự là con nhóc vô lương tâm sau khi về đến nhà một đám lông xù mò tới gần bánh kem Tô Kỳ bế mèo nhỏ lên Bánh kem, mì lại nặng hơn rồi Coi bộ chị bảo mẫu đối với mì rất tốt Có nhớ mẹ không nào Bánh kem chỉ đáp lại mấy tiếng meo meo Rất có khí thế Đèn là do bảo mẫu giữ lại Căn phòng cũng rất sạch sẽ Bụng bánh kem no tròn Coi bộ vừa ăn cách đây không lâu Tô Kỳ ôm mèo nhỏ nằm liệt trên sofa Bắt đầu vuốt lông mèo Bánh kem vừa hưởng thụ sự phục vụ của chủ nhân Vừa nghe chủ nhân nói chuyện Nhìn sắc trời dần trở nên tối đen Tô Kỳ bỗng nhớ tới người đàn ông gặp gỡ Dưới ánh hoàng hôn ở Khẩn Đinh Người đàn ông kia dám vẽ lén cô Làm cô thật khó chịu Đột nhiên trên mặt cô đỏ rực Nhưng người đàn ông đấy có thể làm cô nhớ lâu như vậy Anh ta là người đầu tiên Cơ mà anh ta quá xấu xa rồi Sau khi tắm rửa xong Cô đốt bánh kem ăn ít cá khô Rồi chuẩn bị ra ngoài mua chút đồ ăn Cuối mùa thu Lá rụng rơi đầy đất nơi khu trung cư nhỏ thời tiết cũng hơi chuyển lạnh. Cô mặc chiếc váy khá mỏng nên không quên lấy theo chiếc áo khoác lông vũ, mang khẩu trang xong xuôi, chắc là không bị nhận ra đâu. Bánh kem ở nhà chờ mẹ về đó. Đáp lại cô vẫn là âm thanh meo meo quen thuộc. Đi đến cổng khu chung cư nhỏ, cô nhìn thấy ánh đèn mờ ảo, tiếp theo là bóng người thân quen và người bảo vệ cổng trên mặt đầy vẻ nghi ngờ. Tô Kỳ tính kêu thử một tiếng, tổng giám đốc Tống. Người kia hơi sừng sốt, anh ta ngạc nhiên ánh mắt xen lẫn vui mừng gãi đầu đi qua. Tôi là Tống Hiệu Đình. Tô Kỳ vẻ mặt không thể tin nhìn anh ta. Chân anh ta thế mà tốt rồi. Cô còn tưởng đây là Tống Sở Phong đấy. Đang cảm thấy kỳ quái thì đã bị người bảo vệ cổng đánh gãy suy nghĩ. Tiểu thư, đây là bạn trai cô ư? ấy anh ấy là bạn tôi. Tô Kỳ cứng đờ gật đầu, thấy anh ta xuất hiện ở chỗ này. Cô thật sự ngoài ý muốn nói xong cô lập tức phát hiện ánh mắt trách cứ của người bảo vệ truyền tới cậu ấy ở đây chờ mấy ngày rồi cô cũng không cho cậu ấy vào trong thật là tôi bảo cậu ấy gọi điện thoại cho cô cậu ấy không gọi cô gái nhỏ trời đang lạnh thời gian vợ chồng son cũng đừng cãi nhau phải ở chung cho tốt đừng mày mòn người đàn ông bằng lòng chờ đợi cô lời nói thâm thiế của người bảo vệ cổng khiến cho cô dở khóc dở cười muốn giải thích thì người ta chẳng thèm quay đầu lại đã đi vào phòng trực ban mất tiêu. Nhìn cái mũi hồng hồng vì bị đông lạnh của anh làm cho cô hơi không đành lòng. Nhanh chóng mở khóa để anh ta tiến vào trong. Cảm ơn. Trong lòng Tống Hiệu Đình thầm vui vẻ rốt cuộc cũng chờ được cô ấy. Tô Kỳ bị người ta nói làm cho hơi mất tự nhiên chỉ có thể chuyển đề tài. Anh tới tìm tôi. Tống Hiệu Đình thành thật gật đầu đi theo cô vào thang máy. Tô Kỳ ấn thang máy cả hai tay vùi vào áo lông vũ Nhớ tới lời anh nói Khuôn mặt lại hiện lên vẻ đỏ ửng Tới tìm tôi làm gì Chẳng lẽ anh nhớ tôi Tôi kỳ đùa giỡn với anh Nhưng cô phát hiện nếu nói chúng Thì rất xấu hổ Vì anh không có trả lời lại Nên cô đành cười giả lạ vài cái Tôi nói đùa đó Anh đừng để ý Ra khỏi thang máy Hai người đều không nói chuyện Tô Kỳ móc chìa khóa ra mở cửa Đứng phía sau cô Nhìn cần cổ cô lộ ra một đoạn trắng Tống Hiệu Đình gom góp đủ dũng khí. Anh rất nhớ em, đồng thời anh tới là muốn theo đuổi em. Cửa đã mở, Tô Kỳ cứng đờ, đối với việc anh bất ngờ bày tỏ, cô không biết nên đáp lại như thế nào. Bên trong truyền tới tiếng bánh kem kêu, giống như đang hỏi, sao mẹ trở lại nhanh vậy? Thấy cô không trả lời lại, anh nói lảng sang chuyện khác. Em nuôi mèo à? Phải. Tô Kỳ gật đầu, đẩy cửa ra rồi bật đèn đập vào mắt là một con mèo nhỏ chân ngắn đáng yêu. Ánh mắt Tống Hiệu Đình sáng rực lên, bế con mèo nhỏ, bánh kem cũng không sợ người lạ. Đầu nhỏ đầy lông xù cọ cọ tay anh. Đôi dép lê này anh thử xem mang vừa không? Nếu không vừa thì anh tạm chấp nhận chút đi. Tống Hiệu Đình ôm bánh kem, sững sờ nhìn dép lê một chút. Tô Kỳ nhìn biểu tình của anh, đại khái có thể đoán ra anh đang nghĩ gì. Cô buồn cười nhìn anh. Lúc mua được tặng kèm, anh không mang thì đi chân trần đi, Tống Hiệu Đình ngây ngô cười cười Theo cô đi vào Bánh kem vẫn lười biếng nằm trong lồng ngực anh Theo động tác anh ngồi xuống Nó cũng chuyển sang nằm trên đùi anh Cô rót ly nước cho anh Anh nói một tiếng Làm phiền rồi Bầu không khí lạnh lẽo như có như không Chuyển động giữa hai người Anh muốn theo đuổi em Anh thật sự nghiêm túc Tống Hiệu Đình là người đầu tiên đánh vỡ bầu không khí xấu hổ giữa cả hai Nghiêm túc nhìn cô nói Tô Kỳ lười biếng nghiêng người dựa vào sofa như vô tình nhìn con mèo trong lồng ngực anh theo đuổi tôi đúng vậy lần này anh trả lời rất kiên định có lẽ anh chỉ thích vẻ bề ngoài của tôi thôi môi đỏ tô kỳ hơi nhếch lên không phải anh còn thích thích con người em tống hiệu đình đỏ mặt cô có thể ghi hận hay không nhỉ bức tranh ở khẩn đinh kia thích con người tôi tô kỳ lặp lại lời anh nói nhìn biểu cảm thẹn thùng của anh hơn nữa còn là ở trên một gương mặt đẹp trai lòng thầm nghĩ nếu anh cũng tiến vào giấy giải trí vậy so ra chỉ kém hơn hứa miên ở bên cạnh cùng cô đóng phim vài phần thôi tống hiệu đình lấy sợi dây chuyền từ trong túi áo trên người ra nghiêm túc nhìn cô kỳ kỳ anh thật lòng thích em lúc em vẫn còn là một cô gái nhỏ anh đã thích em anh nói với anh trai ngày anh đi tìm em chính là ngày anh xảy ra tai nạn xe ngày đó em để vệ sĩ gọi điện kêu xe cứu thương nếu không có em có lẽ đời này anh không thể nào đứng lên được Nếu em để ý bức tranh kia Cho anh xin lỗi Thật sự là anh sai Có lẽ chuyện này đối với em rất đường đột Nhưng anh, anh thật tình Tô Kỳ nhận lấy sợi dây chuyền từ tay anh Đây là sợi dây chuyền cô làm rơi ở khách sạn Khi đó vội vàng trở về công ty Hại cô lâu nay còn tiếc vì làm mất đó Không ngờ bị anh nhặt được Nói như vậy Ngày đó anh vẫn trở về tìm cô Anh nói vụ tai nạn xe cộ kia hóa ra người nằm trong vũng máu ấy là anh trước đó cô cho rằng thấy anh quen mặt là vì anh lớn lên giống tống sở phong ngờ đâu họ đã gặp mặt nhau sớm hơn từ trước rồi thì ra chân anh vì cô mà bị thương nên mới phải ngồi xe lăn nhiều năm như vậy nghĩ nghĩ như vậy lòng tô kỳ có một loại xúc động không tên có lẽ yêu đương cũng không tệ nhỉ anh tới đây đeo dây chuyền giúp tôi đi thả sợi dây chuyền về lại lòng bàn tay anh tô kỳ đưa lưng về phía anh vén mái tóc dài lên chờ hành động của anh. Tống Hiệu Đình có hơi ngu người, kinh hỉ tới quá đột ngột, làm anh không kịp đề phòng, làm anh có một chút ngây ngốc. Để anh giúp cô đeo dây chuyền, ý là cô đồng ý sao? Tay tôi thật mỏi. Thấy anh không có động tác gì, tôi kỳ thầm mắng một câu ngu ngốc trong lòng, vui tới choáng đầu rồi. À à, xong ngay đây. Tống Hiệu Đình bỏ tay khỏi người bánh kem, mở khóe cài dây chuyền, cẩn thận đeo lên cho cô, Tuy tay dùng để vẽ tranh Nhưng giờ phút này cách cô gần như thế Trái lại có chút vụng về Em thật xinh đẹp Nhìn bộ dáng nghiêm túc của anh Tô Kỳ buồn cười, trêu đùa anh Anh không ôm em một cái hả à? Cốt chuyện phát triển quá nhanh Cả người Tống Hiệu Đình vui tới sắp hỏng rồi Anh dùng tay nhẹ nhàng vòng quanh eo cô Bờ vai cùng cổ truyền tới hương thơm làm anh choáng váng Hóa ra đây là mùi hương của người anh thích Nhìn anh ôm xong thì không muốn buông tay y hệt như đứa trẻ chưa lớn. Được rồi, ôm eo như vậy em có một chút khó chịu. Tống Hiệu Đình vẫn không muốn buông tay, nhưng nghe thấy cô bảo là khó chịu nên đồng ý bỏ tay ra. Quy củ làm xong, ánh mắt đầy hạnh phúc nhìn cô. Tô Kỳ buồn cười. Giờ cũng trễ rồi, anh mau về nghỉ ngơi đi. Hôm nay em diễn bộ phim xong cũng mệt quá rồi, muốn nghỉ ngơi sớm một chút. Tuy vẫn luyến tiếc nhưng anh cũng ngoan ngoãn nghe lời cô. Trở lại khách sạn nghỉ ngơi, Mai em có bận việc không? Anh muốn tới gặp em. Mấy ngày này em đều nghỉ ở nhà. Nếu anh rảnh thì cứ qua đi. Lúc tiện anh, bộ dạng anh mỗi bước đi đều luyến lưu không rời. Tô Kỳ trừng mắt lườm anh một cái. Còn không đi thì mai đừng tới. Làm anh sợ tới mức vội ấn thang máy, thẹn thùng nói lời tạm biệt cô. Tô Kỳ lập tức cảm thấy hình như có bạn trai, cảm giác vẫn khá tốt. Tuy đầu óc hơi ngây ngô, nhưng rất đáng yêu, như con cún con ấy giống bánh kem nhà cô cực kỳ non nớt mấy ngày liên tiếp tống hiệu đình đều chạy tới nhà tô kỳ chờ ngay cả người bảo vệ khi thấy anh tới không cần lấy giấy thông hành ra đã trực tiếp cho anh đi vào tống hiệu đình một mình tự ôm hết các nhiệm vụ mua đồ ăn nấu cơm tô kỳ cũng vui vẻ hưởng thụ dù sao trừ việc ăn chút cơm hộp bên ngoài cô căn bản không có xuống bếp nấu cơm hôm nay sau khi đút bánh kem ăn xong tô kỳ tiện tay cầm điện thoại lên bảo Tống Hiệu Đình không cần tới. Vẻ mặt Tống Hiệu Đình ở đầu dây điện thoại bên kia vô cùng vui mừng, trong nháy mắt suy sụp xuống. Sao vậy? Em không thích anh tới chỗ em ư? Tô Kỳ tức giận nói. Em có hẹn với bạn. Cần anh đi đón em không? Không cần đâu. Tô Kỳ cúp điện thoại. Sau khi make up thay quần áo xong, lập tức chuẩn bị ra cửa. Cô bế bánh kem hôn một cái. Bánh kem ngoan ngoãn ở nhà đó. Mẹ rất nhanh sẽ về. Bánh kem kêu một tiếng Dường như đang đáp lại Biết rồi Nó kêu xong lại lười biếng bò về cái ổ ấm áp của mình Tô Kỳ vừa đến quán cà phê đã hẹn trước Đã thấy một người ngồi tại một góc khá kín Cô đi ngay qua Rồi cởi áo khoác và khẩu trang xuống Chờ lâu chưa Hứa miên lướt mắt liền thấy cô Nhìn cô ngồi xuống hắn đẩy thực đơn sang Vừa đến thôi em uống gì Tô Kỳ tùy tiện nhìn lướt qua Gọi một ly cappuccino đi Cô sửa sang mình lại một chút Nhìn về phía hắn Sao anh đột nhiên tìm tôi vậy Tôi không tới tìm em Em cũng quên phải mời tôi ăn cơm luôn Hứa biên nửa nghiêm túc nửa đùa giỡn nhìn cô nói Hứa đại ảnh đế hình như không giống dạng thiếu người mời cơm bữa như tôi đâu Tô kỳ nhớ mày Hiếu kỳ nhìn hắn Hứa miên gật đầu Lần trước ông nội nhận lầm em thành bạn gái anh Đến giờ ông ấy vẫn còn nhớ nhung em Hơn nữa gần đây cơ thể ông ấy không khỏe Mấy hôm trước còn nhập viện đặc biệt muốn gặp em nói một nửa hắn dừng một chút nhìn biểu cảm của cô rồi tiếp tục em cũng biết ông cụ gặp một lần liền ít đi một lần xin em giúp anh việc gấp này đi coi như là anh nợ em một ân tình nghe hắn nói hết lời tô kỳ im lặng một chút cũng bỏ quên cà phê luôn việc này đặt vào trước kia cô nhất định đồng ý ngay dựa theo tình cảm giữa cô và hứa miên cô khẳng định là có thể giúp nhưng hiện tại không giống cô đã có bạn trai hứa miên đẩy cà phê tới trước mặt cô nhìn khuôn mặt xinh đẹp xuất hiện vẻ do dự hắn có cảm giác không tốt bỗng một chút ít lo lắng nổi lên cô sẽ từ chối ư tô kỳ hắn nhẹ nhàng gọi một tiếng làm tô kỳ phản ứng lại từ trong suy nghĩ của mình ngại quá tô kỳ nhấp một ngụm cà phê nghĩ nghĩ một chút vẫn quyết định nói cho hắn hứa miên tôi có bạn trai nghe thấy lời cô nói tay cầm tách cà phê bất giác nắm chặt giấu đi sự khiếp sợ và mất mát trong lòng hắn giả vờ ngạc nhiên cười chúc phúc cho cô có bạn trai rồi chúc mừng tin tức tốt lớn như vậy cũng không nói cho anh biết chuyện mới mấy, mấy ngày nay thôi nhớ giúp tôi giữ bí mật đó tô kỳ cười tủm tỉm nhìn hắn hứa miên cứng ngắc gật đầu làm bộ tò mò hỏi là ai câu nữ thần nhỏ của chúng ta đi mất vậy hôm nào mang anh gặp đi vừa nói tới chuyện tình yêu tô kỳ hiếm khi xuất hiện vẻ con gái e thẹn cô chia sẻ chuyện của cô với tống hiệu đình cho hứa miên nghe hoàn toàn không để tâm tới cảm xúc của hắn hai người trò chuyện nói cười lúc lâu hứa miên bắt đầu lơ đễnh nhìn cô gái nghịch ngợm tươi cười trước mắt hắn cho rằng chỉ cần mình đủ lợi hại trao cô bên người thì cô ấy vẫn luôn thuộc về hắn nhưng sự thật đã có người cướp cô đi từ bên người hắn rồi lòng hắn chua sót nhưng không thể nói gì rốt cuộc khi lần trước Tô Kỳ giả là bạn gái hắn Đi gặp người nhà của hắn Lúc ấy hắn cảm thấy đời này cô là của hắn Không ngờ kết quả thế mà như vậy Nhìn bộ dáng vui vẻ của cô Hắn không nỡ đánh gãy Bảo mình không muốn nghe mấy chuyện đấy Rất muốn nói với cô Những việc đó hắn cũng không muốn làm cùng cô Nói quá nhiều nên Tô Kỳ cũng hơi ngại Dù sao chuyện này cô còn chưa nói với Úc Nam biết Lại đi nói với hứa miên Cuối cùng Tô Kỳ chân thành tha thiết nhìn hắn nói anh yên tâm đi tết năm nay tôi sẽ về gặp ông ấy có sao thì ông cụ cũ cũng đối xử với cô rất tốt hứa miên vẫn máy móc gật đầu như cũ hắn không biết nên nói gì để biểu đạt tâm trạng của mình nếu cô hạnh phúc như thế về sau có phải hắn không nên tiếp tục quấy dày cô lúc tô kỳ đứng dậy chuẩn bị rời đi hắn một hơi uống cạn tách cà phê không thể phân rõ mùi vị là đắng hay là ngọt hắn đứng dậy sờ sờ đầu tóc mềm mại của cô nhẹ giọng và nói nếu cậu ta bắt nạt em cứ tới tìm anh anh giúp em báo thù tô kỳ phì cười một tiếng biết rồi em về đây bánh kem còn đang đợi em ở nhà đấy anh đưa em về hứa miên cầm chìa khóa và áo khoác hướng cô khoa tay múa chân tô kỳ gật đầu leo lên xe anh dọc theo đường đi lời hai người nói không nhiều tùy tiện tâm sự một lúc đã đến dưới khu nhà tô kỳ ở anh ngừng ở đây đi tôi tự vào anh về nghỉ ngơi sớm chút đi Tháo đai an toàn Tô Kỳ lấy theo túi nhỏ của mình rồi xuống xe Hứa miên quay cửa kính xe xuống Nhìn đôi mắt xinh đẹp của cô Chúc em hạnh phúc Lòng Tô Kỳ ngờ vực Vẫn không nói ra lời Cô chỉ gật gật đầu Anh cũng vậy Hứa miên tăng tốc lái xe rời đi Tô Kỳ không trực tiếp trở về khu nhỏ Mà đi tới một tiệm bánh kiểu Tây cạnh đó Lấy bánh kem và đồ ngọt đã đặt trước Đèn hành lang không phát sáng Hình như hư rồi Tô Kỳ nói thầm một tiếng thật là Một tay cầm theo bánh kem và đồ ngọt Một tay tìm chìa khóa Kỳ kỳ Một âm thanh từ tính vang lên từ sau lưng cô Dọa cô nhảy dựng Cô lập tức xoay người lại Chìa khóa rơi xuống đất Mượn ánh sáng mỏng manh có thể thấy rõ Người đến là Tống Hiệu Đình Trái tim khẩn trương chậm rãi trở lại bình thường Cô tức giận ngồi xổm dưới đất Nhặt chìa khóa lên Rồi lần nữa cắm vào ổ khóa Sao anh tới mà không nói lời nào làm em sợ muốn chết. Tống Hiệu Đình nhận lấy cái túi hơi nặng từ cô. Trực tiếp đặt lên trên sàn hành lang. Ngăn động tác tiếp tục mở cửa. Cả người như con gấu ôm chầm lấy cô. Tống Hiệu Đình, anh làm gì? Buông em ra. Tô Kỳ không hiểu hành động của anh. Muốn thoát khỏi sự giam cầm. Không ngờ anh càng ôm cô chặt hơn. Còn trực tiếp ôm cả người cô xoay chỗ khác. Hiệu Đình, anh làm sao vậy? Có chuyện gì thì chúng ta cùng nhau đi vào nói chuyện được không? Thấy anh như thế. Tô Kỳ hạ thấp giọng Ôn nhu hỏi anh ấy Cảm tống hiệu đình gác lên vai cô Ngữ điệu dầu dĩ truyền đến Anh vừa thấy Anh thấy gì Tô Kỳ khó hiểu hỏi Vừa rồi anh thấy em vừa nói vừa cười với hắn Giọng tống hiệu đình ủy khuất như một đứa trẻ nhỏ Người đàn ông đưa em về ấy Đó là bạn em Bọn em đi ăn cơm Hắn đưa em về Hóa ra là ghen tị Tô Kỳ hiểu rõ Vụng về an ủi anh Tống Hiệu Đình vẫn như cũ không chịu bỏ qua Em cùng hắn rất thân mật Là bạn bè bình thường thôi Anh đừng nghĩ nhiều quá, được không? Lần đầu tiên cảm thấy người đàn ông này trẻ con như vậy Giải thích đường nào cũng không nghe Thấy anh vẫn chưa buông tay Cô trầm giọng Tống Hiệu Đình, anh không chịu buông tay À Tống Hiệu Đình ném túi cô đi Một tay nâng đầu cô Một tay gắt gao ôm chặt eo cô Trực tiếp hôn lên môi cô Vụng về lại gấp gáp làm Tô Kỳ không thể tức giận nổi Nhìn bộ dáng anh ghen Có một chút bất đắc dĩ Cũng hơi buồn cười Xem ra người đàn ông này là một cái lu dấm Vốn trong lòng Tống Hiệu Đình nghẹn khuất Không nơi chút Khi cảm nhận được cô không hề dãy dụa Mà nhón chân ôm cổ anh Anh trở nên hơi hơi vui mừng Nhịn không được mà muốn nhiều hơn Vì vậy tay anh đẩy áo khoác Cô chưa kéo chặt dây khóa ra Chỉ một tay đã có thể ôm trọn eo nhỏ của cô có thể do ngây người ở bên ngoài hồi lâu Bàn tay to lớn của anh có một chút lạnh Làm cho cô không tự chủ được mà run nhẹ Nhưng cô không nghĩ ngợi nhiều Trước tiên phải dỗ cái lùi giấm này xong rồi tính tiếp Thế nên cô nghiêm túc hôn môi với anh Thậm chí có hơi xa vào đó Không biết là có phải do bản tính đàn ông là vậy hay không Bề ngoài tống hiệu đình ngoan ngoãn Thế mà cũng cất sắc tâm Như bức vẽ trong phòng vẽ tranh ấy Tay tống hiệu đình đặt trong áo lông vũ dần ấm lên vừa hôn môi cô vừa luồn tay vào bên trong quần áo cô, làm anh có chút mặt đỏ tim đập. Cô không từ chối, liệu có phải đang ám chỉ anh có thể tiếp tục không? Vậy nên anh một đường tiến về phía trước, giờ đến chỗ khấu nội y. Một tiếng lạch cạch vang lên, nội y cô mặc bị anh mở ra. Trong tích tắc ấy anh nổi lên phản ứng sinh lý, đồng thời Tô Kỳ cũng cảm nhận được nửa người trên bị giải thoát trói buộc. Nửa người dưới bị một đồ vật cứng cứ chống lấy, như vừa tỉnh khỏi giấc mộng, thấy họ hôn đến độ mất lý trí, khuôn mặt đỏ hơn phân nửa. Cô vội đẩy anh ra, hung hăng trừng mắt với anh một cái. Sau khi tự sửa sang lại mình xong, cầm chìa khóa mở cửa ra. Vào đi. Hôn tới độ giọng cô trở nên khàn khàn. Được. Tống Hiệu Đình làm chuyện xấu sờ sờ đầu, lấy túi và túi nhỏ của cô mang vào. Bánh kem ngồi ở chỗ kia dùng vẻ mặt kỳ quá nhìn họ, như đang nói, rõ ràng hai người đứng ở cửa lâu như vậy sao không vào bánh kem mẹ về rồi đây tránh cho xấu hổ tô kỳ cúi đầu đút cá nhỏ cho bánh kem cố ý không nói lời nào với anh Meo! tiếng kêu của bánh kem rất sáng thỏa mãn ăn cá khô mẹ đút tống hiệu đình không nhìn thấy biểu cảm của cô không rõ có phải cô đang tức giận hay không anh yên lặng lấy bánh kem và đồ ngọt bỏ vào tủ lạnh sau đó cất túi cô đang hoàng thấy cô vẫn còn ngồi chỗ kia ôm bánh kem nhớ tới dư vị nụ hôn vừa rồi lập tức vô cùng vui vẻ chắc cô cũng rất thích nhỉ cô còn ôm mình nữa ôm bánh kem một hồi cô lập tức tránh sang chỗ khác tống hiệu đình nhân cơ hội ngồi vào cạnh cô nhìn mặt cô hồng hồng anh thầm nghĩ quả nhiên mình đoán không sai cô ấy cũng biết thẹn thùng nhận thấy cô như muốn đứng lên anh vội giữ chặt cô chân thành tha thiết nói kỳ kỳ rất xin lỗi em vừa rồi anh không khống chế được sự ghen tị của bản thân em có thể tha thứ cho anh không giờ anh giả bộ vô tội ngay trước mặt ánh mắt kia làm cô lòng mềm nhũn nhưng cô vẫn giả vờ như không vui không thèm để ý anh cái người này thế mà còn ủy khuất thật sự chán ghét muốn chết kỳ kỳ tống hiệu đình lôi kéo tay cô ngữ điệu như làm đũng làm tim tô kỳ mềm nhũn được được em biết rồi về sau không được làm loạn đấy còn ở bên ngoài nữa chứ bộ anh không sợ có người thấy à Tô Kỳ giả vờ phê bình, nhéo nhéo mặt anh. Anh thì rất tiếp thu lời cô nói, nghiêm túc nhớ kỹ, cũng mặc kệ hành động nhỏ của cô. Nhưng khi thấy cô vì động tác này lộ ra xương quay xanh xinh đẹp, cùng với sợi dây chuyền, anh lập tức cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, lòng ngứa ngáy. Anh ôm cô, cọ cọ tóc cô. Kỳ kỳ, anh vẫn còn muốn hôn em. Lời này vừa nói ra, khuôn mặt Tô Kỳ bạo hồng. Cô đánh chân anh. Anh nghĩ gì không đâu, không hôn, ờ tống hiệu đình anh anh tránh ra không chịu anh muốn hôn em tống hiệu đình càng hôn càng dùng sức hôm nay anh hai nói với anh phụ nữ đều khẩu thị tâm phi cô nói không muốn thật ra là rất muốn vừa nhìn khuôn mặt cô đỏ rực rõ ràng cô cũng rất thích anh đụng chạm nhưng lại cứ nói là không muốn không muốn tôi kỳ cảm thấy mình sắp tiêu đời rồi người đàn ông này biến cô thành một bãi nước mỗi lần anh đụng chạm đều làm tim cô rung động đây là sự quyến rũ của thích ư Vì vậy cô nhắm mắt lại Bắt đầu hưởng thụ nụ hôn của anh Tay đặt lên lưng anh ấy Tống Hiệu Đình vừa hôn môi Vừa chậm rãi đặt cô lên sofa mềm mại Sau đó anh đè xuống Đường cong hai người hợp lại với nhau Phá lệ quyến rũ người Ánh sáng đèn làm cho Tô Kỳ có hơi khó chịu Vì vậy Tống Hiệu Đình sờ soạn ấn cái nút trên bàn Đèn phòng khách và bức màn cùng nhau đóng lại Hơi thở anh phả vào cổ cô Kỳ kỳ em là người phụ nữ đẹp nhất anh từng gặp à tống hiệu đình anh là con sói xám gạt em lọt hố âm thanh tô kỳ mềm mại làm anh nghe xong liền động tình chỉ muốn dùng sức yêu thương người con gái nằm dưới thân tống hiệu đình thấp giọng cười tiếng nói phá lệ mê người đúng vậy phải nghĩ cách ăn luôn cô gái nhỏ này mới được hừ anh trở nên hư hỏng như vậy từ khi nào chỉ hư hỏng với mình em tống hiệu đình hôn lên môi cô Cô cảm nhận được Tống Hiệu Đình có phản ứng sinh lý Cô cũng bất trí bất giác Bị anh trêu chọc nổi lên phản ứng Cô không biết các cặp đôi yêu nhau khác Khoảng bao lâu sẽ tiến vào bước này Nhưng đối với cô Tiếp xúc bên ngoài với anh và bất giác Bị kích thích như vậy Cô chờ mong và lo lắng Tống Hiệu Đình Đây Anh vừa hôn vừa đáp lời Em rất đói Tô Kỳ đáng thương nói Thật ra cô không muốn nhanh như thế đã chuyển thành loại quan hệ này với anh Không biết vì sao cô cảm thấy quá nhanh tuy anh nói anh thích cô nhiều năm nhưng họ mới ở bên nhau chưa được bao lâu cô không phản cảm việc hai người tiếp xúc trái lại rất hưởng thụ nhưng vẫn làm cho cô cảm thấy quá nhanh tống hiệu đình hơi cứng người một chút rồi nhận mệnh mở đèn giúp cô sửa sang lại quần áo và tóc vì động tình mà trở nên lộn xộn xoa xoa tóc cô anh lấy bánh kem với đồ ngọt cho em nhìn anh xảy ra thay đổi bởi lời cô nói Lòng Tô Kỳ lập tức đầy cảm giác thỏa mãn. Hóc môn hình người rời đi, Tô Kỳ thở phào nhẹ nhõm. Bánh kem này. Tống Hiệu Đình lấy bánh kem và đồ ngọt ra đặt lên bàn trà. Nhìn tầng bơ mềm mại phía trên thì nhíu mày. Sao anh nhìn thế nào cũng thấy không giống? Ồ cái này á, là bánh kem tuyết lở. Tô Kỳ lấy miếng kiếng bao bánh kem lên, bơ phía trên chuyển động, lập tức theo đó chảy xuống. Rất đẹp đúng không? Đài Loan không có à? Anh chưa gặp qua, thật sự có chút giống bộ dáng tuyết lở tống hiệu đình gật gật đầu cảm giác rất mới lạ đúng vậy chất dính này là sữa bò tuyết yến uống rất ngon còn làm đẹp và dưỡng nhan nữa đút cho tống hiệu đình một ngụm anh gật gù nhìn cô ăn thoải mái như vậy tống hiệu đình có chút không dám tin nghệ sĩ nữ chẳng phải rất chú trọng việc bảo quản dáng người sao cô ăn nhiều như thế dáng người còn thon thả như vậy thật sự là có chút bất ngờ một người nghệ sĩ như em ăn nhiều đồ ngọt như vậy, không sợ mập lên à? Hôm nay em thèm nên mới ăn thôi, bình thường không nhìn thấy thì sẽ không nghĩ tới. Miệng Tô Kỳ phồng phồng, Tống Hiệu Đình thò tới liếm liếm một chút, phối hợp gật đầu. Thật sự rất ngọt. Nghĩ tới hành vi của anh, mặt Tô Kỳ liền đỏ lên. Lưu manh, chỉ lưu manh với em. Tống Hiệu Đình híp mắt nhìn cô, sau khi chờ cô ăn hết bánh kem tuyết lở, thì anh chuẩn bị dọn dẹp đồ, về nhà tuy anh rất muốn ở lại sống cùng cô đấy là chuyện anh suy nghĩ rất nhiều năm nhưng anh cảm thấy nên chờ chút đã có lẽ cô mới quen với việc có anh làm bạn không thể sốt ruột quá ở tù giày trước cửa hai người trình diễn màn cặp tình nhân yêu đương cuồng nhiệt lưu luyến tạm biệt nhau tô kỳ giúp anh lấy dây xích cửa xuống sửa sang quần áo sau khi xác định sẽ không bị cảm lạnh thì mở cửa nhớ chú ý an toàn được rồi em nghỉ ngơi sớm chút đi mai anh tới thăm em Tống Hiệu Đình gật gật đầu, ôm cô một chút rồi rời đi. Sau khi khóa cửa kỹ càng, Tô Kỳ sờ sờ mặt mình, hình như không có nóng như vậy. Vì vậy cô thoải mái đi ngâm nước nóng, làm quá trình dưỡng da hàng ngày, rồi hai người nói chúc ngủ ngon với nhau, sau đó ôm bánh kem ngủ. Hóa ra cảm giác nay còn chạy loạn, chính là khi ở bên cạnh anh. Tô Kỳ ngủ một giấc tới tận 11 giờ rưỡi, thì bị hồi chuông điện thoại gieo ẩm mỹ đánh thức. Cô dùng tay sờ soạng chiếc điện thoại trên tủ đầu giường Còn chưa nhìn xem ai gọi tới Cô đã mơ màng ấn nhận cuộc gọi Tô Kỳ còn chưa kịp mở miệng Đã bị câu chữ như súng đạn của đối phương Dọa tới tỉnh ngủ luôn Bà cô của tôi ơi Cuối cùng cô cũng bắt máy Cái quảng cáo ngày mai cô có chụp hay không hả Người ta đi đưa quần áo đến chỗ cô Đợi một lúc cô cũng không ra lấy là sao Úc Đam thật sự muốn ngất cho rồi Cô rốt cuộc đang nuôi dưỡng nghệ sĩ Hay cô đang nuôi dưỡng một con heo đây Giờ này vẫn còn ngủ Chị Nam Em còn trong kỳ nghỉ phép mà Tô Kỳ chở mình lan ra ngủ tiếp Nhỏ giọng lầm bẩm Được được em nhanh nhanh xuống lầu lấy cho chị Người ta chờ mấy tiếng đồng hồ rồi Tới đó em muốn chơi kiểu gì cũng mặc kệ em Nhớ kỹ thử mấy bộ quần áo trước Xem xem cái nào hợp đấy Vừa dứt lời Úc Nam lập tức cúp điện thoại Không chờ đường để Tô Kỳ co kè mặc cả Tô Kỳ chỉ có thể bỏ điện thoại sang một bên kiêu than một tiếng rồi nhận mệnh bò dậy rửa mặt qua loa, sau đó đi xuống lấy quần áo. Người tới đưa quần áo là một cô gái, nhìn qua còn rất trẻ, thái độ cũng rất lễ phép. Đâu có khoa trương như thế, tính tình người ta rất rất tốt đó. Tô Kỳ nói cảm ơn với cô bé xong thì mang quần áo lên lầu, lòng vẫn không vui vì bị người đại diện hô to gọi nhỏ. Chị ấy thật sự chẳng có bộ dạng phụ nữ gì cả. Sau khi về căn hộ cô dọn dẹp phòng đơn giản một chút thì lại nhận được cuộc điện thoại khác từ Tống Sở Phong. Hắn nói người hôm nay gọi tới là Tống Hiệu Đình mới đúng. Nhưng anh ta sắp bay sang New York. Cuộc nói chuyện lời ít ý nhiều, cô nghe xong lập tức hiểu rõ. Hẹn chi ngày hôm qua, anh ấy bảo mình phải đến đây, hóa ra là sinh nhật anh. Nghĩ tới ngày quan trọng nhất của anh, mà anh đồng ý ở lại cùng cô. Từng tầng mật ngọt trong lòng Tô Kỳ bắt đầu nhộn nhạo hết lên. Nhưng vui vẻ qua đi buồn giàu lại đến, mình nên tặng gì đây? chìa khóa đặt dưới tấm thảm lót trước cửa nếu em tới rồi thì vào trong chờ anh trước đi lúc tô kỳ đi đến nhà thì trời đã sắp tối anh thì đã ở đó chờ lâu nhìn cô mang theo sách túi lớn túi nhỏ có chút ngoài dự liệu nhưng trong lòng có hơi mong đợi nghĩ nghĩ bản thân anh chưa nói với cô về chuyện sinh nhật nên ý nghĩ này lập tức bị đánh bay anh tò mò cầm lấy túi trong tay cô em mua cái gì vậy tô kỳ nhìn dáng vẻ anh muốn mở ra xem cô kịp lúc đánh vào tay anh cản lại Làng sang chuyện khác Anh làm gì mà thơm quá đi Lực chú ý của Tống Hiệu Đình lập tức bị rời đi Anh cười cười nói Anh mới làm xanh quýt kẹp xoài với ướt gà Không biết là em có thích không nữa hoa wow, thật ngon mắt Anh lợi hại quá Quan trọng nhất cái này vừa rẻ lại tốt cho sức khỏe Người đàn ông này Thật sự làm tim cô rung động Tống Hiệu Đình rất đắc ý Dùng một tay đã ôm tròn eo cô Bắt đầu làm nũng Vậy em có phải nên khen thưởng anh không hả một người đàn ông trưởng thành làm nũng chất mặt cô Quả thật sát thương 100% Hoàn toàn không có sức chống đỡ Vì vậy cô cười khóe mắt cong cong Hôn môi anh một cái Sau đó cô liền bị anh dùng sức ôm chặt Hôn càng sâu Nhưng Tô Kỳ không chịu để anh ở thế chủ đạo Cô bèn nhón mũi chân ôm cổ anh Thân thể nhỏ nhắn áp sát lên người anh Hiện tại cô cao 1m68 Nhưng đứng trước mặt anh vẫn có vẻ quá cố sức Người đàn ông này lớn lên thật cao Hai người đều nhắm mắt hưởng thụ khoảnh khắc này. Lúc kết thúc, đôi mắt Tô Kỳ đầy quyến rũ, làm Tống Hiệu Đình suýt chút là không kiềm chế được. Tống Hiệu Đình ôm cô tới bên bàn ăn, ánh mắt bỗng tối xuống. Tiểu yêu tinh, Tô Kỳ cười khanh khách, chỉ quyến rũ mình anh thôi. Nhưng yêu tinh muốn ăn thử sandwich anh làm, nếu nuốt không được thì sẽ đuổi anh ra ngoài. Tống Hiệu Đình thấy cô nói vậy, khóe môi hơi kéo, không thành vấn đề. Tô Kỳ cầm sen huyết trên bàn cơm, dùng dây báo tiếng Anh gói lại, nhìn qua có vẻ giống tình thú thời phục cổ. Cô cắn một miếng, khoang miệng đầy mùi vị của xoài cùng thịt ức gà. Hai mắt cô lập tức phát sáng lấp lánh, tăng nhanh tốc độ ăn. Tống Hiệu Đình cưng chiều nhìn cô thưởng thức món ăn ngon đẹp mắt do chính anh làm, lòng vui như nở hoa. Ăn món ăn do anh tỉ mỉ nấu ra, cộng thêm hôm nay là sinh nhật anh, Tô Kỳ cảm thấy mình phải đi rửa chén mới được. Nếu không trong lòng cô sẽ rất có lỗi Mặc kệ Tống Hiệu Đình dùng mọi cách ngăn cản Tô Kỳ vẫn kiên trì để cô rửa chén Anh biết cô chưa từng xuống bếp nấu cơm Tủ lạnh trong nhà trừ đống đồ do anh mua ra Thì chỉ có một đống sữa chua và mặt nạ Nhưng hiện tại cô sợ anh vất vả Cướp phần rửa chén làm anh thật sự rất cảm động Tống Hiệu Đình thật mong chờ những ngày tháng trong tương lai Mỗi ngày đều ở cạnh cô Sau khi lau khô tay Tô Kỳ ngẩng đầu nhìn Tống Hiệu Đình tựa người vào quầy ba nhìn cô. Cô cởi tạp dề ra, tức giận nhìn anh. Anh không ra sofa ngồi, đứng đó nhìn em làm gì? Vì em đẹp, nên muốn nhìn thêm vài lần. Tống Hiệu Đình cười hì hì, giúp cô vén vành tóc mai. Tô Kỳ hừ hừ hai tiếng, đi lướt qua anh ôm bánh kem đang mải mê chơi đùa, đút cho nó ăn. Em thế mà biết nuôi mèo à? Tống Hiệu Đình nhích sang bên cạnh cô, Nhìn cô cẩn thận xử lý lông của bánh kem, Xuân mặt nhìn qua hết sức dịu dàng. Trước đó em quay một bộ phim, sau đó do nhập diễn quá sâu, cả người và trạng thái tinh thần đều không ổn. Công ty cho em thời gian về thả lỏng thật tốt, sau đó bạn bè giới thiệu cho em một con mèo, thấy rất hợp ý nên em giữ lại. Rồi về sau có nó ở cùng, tâm trạng em cũng dần tốt lên. Nhớ lại đoạn quá khứ đã qua của mình, tôi kỳ thật xúc động nhưng lúc cô nói tới bạn bè vẫn còn điều giấu diếm vì con mèo ấy là của hứa miên giới thiệu cho cô sau chuyện ngày hôm qua cô sợ trong lòng tống hiệu đình cảm thấy khó chịu nên không có nhắc đến đột nhiên nhớ tới món đồ ngày hôm nay mua cho anh còn chưa mở cho nên cô bèn kéo tống hiệu đình đi khui quà không nói chuyện này nữa để em lấy đồ em mua cho anh xem tô kỳ lấy ra hộp bút vẽ và thuốc màu ngượng ngùng đưa cho anh em không dành mấy đồ dùng trong vẽ tranh nên lúc em đi dạo ở thư viện nhân viên bán hàng đề nghị cho em em cũng không biết là anh hay dùng nhãn hiệu nào có điều em nghĩ cái này không tệ lắm đâu còn có cái cà vạt này nữa vừa nhìn thấy em đã ưng ý cái đó cảm thấy nó rất phù hợp với khí chất của anh mãi không già lúc thu tiền em còn suýt bị nhân viên thu ngân nhận thân phận may mà em chạy mau tô kỳ lại đắc ý lấy ra một chiếc cà vạt hết sức tinh xảo không hề phát hiện ánh mắt tống hiệu đình thay đổi À quên, chân anh chẳng phải vừa khôi phục thôi sao? Em có chuẩn bị cho anh một cái máy mát xa. Bình thường anh hay ngồi một chỗ rất lâu để vẽ tranh, như thế không tốt với thân thể. Cái máy này có thể mát xa lòng bàn chân, rất rất thoải mái luôn. Nhìn cô gái nhỏ lần lượt lấy ra từng món đồ rồi giới thiệu. Anh đã biết, đó đều là quà tặng anh. Tống Hiệu Đình thật sự rất muốn gắt gao ôm người con gái ấy vào ngực, hôn lên cánh môi cô. Sau khi toàn bộ đồ anh đều xem qua, Tô Kỳ thò lại gần hôn anh một cái Ôm cổ anh khẽ nghiêng đầu cười Nhà họa sĩ vĩ đại của em Sinh nhật vui vẻ Tống Hiệu Đình trực tiếp bế cô lên Thấy cô kinh hoàng hô to Anh từng chút hôn xuống xương quay xanh xinh đẹp Cảm ơn em Em đưa gì anh cũng thích hết Anh mau mau thả em xuống Giọng Tô Kỳ như móng vuốt của mèo nhỏ gãi gãi tim anh Muốn ngừng mà không ngừng được Anh còn muốn một món quà Tô Kỳ lập tức ngừng dãy ruộng Nhìn vào đôi mắt anh món quà gì hình như lúc mua quà cô không nghĩ anh còn muốn quà gì nữa chỉ dựa vào cảm giác để chọn thôi giờ anh nói như thế thật sự làm cô có một chút ngại ngùng muốn hai ta ngủ chung với nhau tô kỳ vừa nghe xong như đã dự kiến trước tên dính người như anh sẽ nói ra lời như thế nhưng tới khi anh nói ra cô bắt đầu mặt đỏ tim đập mong muốn này của anh vượt quá khả năng rồi tô kỳ cốc đầu anh không biết nên từ chối hay tiếp nhận Tuy rằng trong lòng cô cũng rất mong ngóng giữa họ tiến thêm một bước. Đối với lời mời của anh cũng đã có chuẩn bị từ sớm. Nhưng mà trong lòng cô vẫn không biết nên giải quyết ra sao. Ngay đêm nay được không? Em bắt đầu chạy sâu thì chúng ta sẽ không gặp mặt nhau được nữa đó. Tống Hiệu Đình làm nũng. Cô quả thật là không thể chống đỡ nổi. Nhìn bộ dạng cúi đầu đầy sự mất mát kia. Tô Kỳ cũng không biết. dáng vẻ kiêu ngạo thường ngày của anh không biết cho ai nhìn. Cứ như là cô bắt nạt anh bạn nhỏ vậy hết sức đáng thương. Suy nghĩ thật lâu, dưới sự đảm bảo rất nhiều lần từ Tống Hiệu Đình, cuối cùng Tô Kỳ cũng không kiên trì tiếp. Cô tin tưởng Tống Hiệu Đình, anh có lẽ có thể thực hiện được. Sau khi thời tiết chuyển lạnh, trời tối cũng càng ngày nhanh, bánh kem trở nên lười biếng, phòng khách vẫn chưa tắt đèn. Nó đã thoải mái nằm trong ổ lông ngỗng chìm vào giấc ngủ. Màn đêm đen luôn có thể khơi gợi dục vọng muốn phạm tội của mỗi con người đặc biệt là khi anh nhìn bộ váy ngủ của tô kỳ làm anh có cảm giác như máu mũi sắp dâng trào trong phòng có nhiều thêm mùi hóc môn làm tô kỳ hơi mất tự nhiên cô đã tìm một bộ váy khiêm tốn nhất trong tủ quần áo thế nhưng vẫn có phần lớn cảnh xuân lộ ra ngoài cô áo chữ v khoét sâu ôm sát ngực vải tơ tằm mang đến xúc cảm lành mạnh tuy chỗ không nên lộ không lộ ra nhưng chết tiệt là anh cảm thấy cô hết sức quyến rũ hai người đều tắm xong Mùi sữa tắm trên người giống nhau Như mùi lửa mập mờ Làm người ta mơ mơ màng màng Tô Kỳ bị Tống Hiệu Đình kéo lên đùi anh ngồi Vừa hôn vừa hít sâu Như cái đuôi con sói lớn đang làm ghi nhớ mùi vị con mùi Sinh nhật lần này anh rất vui Anh cọ cọ của cô Cả người đều thả lỏng Biết ngay anh sẽ được một tấc Muốn tiến thêm một thước mà Tô Kỳ nhỏ giọng lầm bẩm, Nghe giọng điệu cô như đang nũng nịu Làm lòng anh đặc biệt thoải mái Trêu kẹo liêm liêm lỗ tai cô Chỉ làm thế với mình em thôi Tôi kỳ mềm nhũn như bãi nước Cứ như vậy mà dựa vào lồng ngực anh Tống hiệu đình tắt đèn trên tủ đầu giường Màn tre cũng kéo ra Căn phòng chìm vào bóng tối Nếu không phải tần suất hô hấp của cả hai người họ khác thường Người ta tưởng lầm là hai người đó ngủ rồi vậy Hai người yêu nhau Hôn môi trên giường Nằm xuống là điều hiển nhiên Tống hiệu đình quen thuộc hôn cô hai tay anh bắt đầu không thành thật mà di chuyển trên thân cô đốt lửa khắp nơi chọc cô tới độ khó nhịn thân thể chân thành nổi lên phản ứng kỳ kỳ em có biết hay không khi vẽ tranh nhất định phải đo lường thật chính xác dường như tống hiệu đình nhớ tới gì đó đang tính toán ý đồ xấu xa trong lòng mình hả cái gì cơ tô kỳ đã hơi mê loạn căn bản không thể suy nghĩ vấn đề gì trong đầu bức vẽ do anh vẽ kia thật ra trước kia dựa theo tưởng tượng của mình để vẽ nhưng anh cảm thấy như thế không nghiêm túc lắm nên anh muốn bàn bạc với em em thấy sao tô kỳ nghe xong như lọt vào sương mù giờ anh ấy muốn bàn bạc gì dù không hiểu nhưng cô vẫn ngoan ngoãn gật đầu tống hiệu đình như cậu bé làm chuyện xấu cầm lấy tay tô kỳ cẩn thận giúp cô cởi tầng vải mỏng trói buộc kia xuống bắt đầu tỉ mỉ nghiêm túc đo đạc tô kỳ trong nháy mắt đã biết anh có ý gì Bùm một cái gương mặt đỏ lự hô hấp trở nên rồn rập hơn chỗ anh chạm qua như đốt lên ngọn lửa nhỏ có chút khó chịu có chút ngứa muốn thoát khỏi nhưng bị anh ôm gắt gao sức lực giữa nam và nữ cách xa nhau dễ như trở bàn tay biểu hiện ra tống hiệu đình anh cút đi buông em ra tô kỳ bắt đầu dãy ruộng ý đồ muốn đá người đàn ông trên người cô xuống tống hiệu đình thấp giọng cười kéo làn váy cô lên dọc theo eo lần mò về phía trước màn đêm của vũ lá gan anh Tuy không nhìn thấy Nhưng thính giác và xúc giác trở nên nhạy bén hơn bao giờ hết Tô Kỳ nhíu mày Cảm giác sức lực anh ngày càng lớn Làm cô kêu đau Tống Hiệu Đình thấy vậy vội dừng tay Nhéo nhéo eo cô Nghe miệng cô thốt ra lời uất ức Không phải anh nói anh sẽ không chạm vào em mà Quần áo trong lúc mê loạn Đã bị anh quăng đi đâu mất Chăn cũng bị họ đè dưới thân Giờ phút này không có bất kỳ vật nào Có thể che chắn thân thể cô cả Giọng nói Tống Hiệu Đình phá lệ trở nên từ tính Làm cho cô nghe xong mà lòng ngứa ngáy Không chạm vào em Tô Kỳ hừ một tiếng Không vui và nói Hừ anh còn bảo không có Màu lấy quần áo đưa cho em Tống Hiệu Đình nghe giọng điệu cô tức giận Rất giống cá nóc nhỏ khi giận Cực kỳ đáng yêu Vì thế anh bế cô lên Sóc chăn mền ra Cả hai cùng nhau nằm xuống giường Khi chạm tới giường Tô Kỳ lập tức lan sang chỗ khác Lấy chăn cuốn mình kín mít đầy ý tứ không cho anh lại gần. Tống Hiệu Đình cởi bỏ áo tắm dài trên người mình, cưỡng ép lôi kéo tấm chăn trên người cô ra, chui vào giữ chặt eo cô, kéo sắt lại gần mình. Hai người đều cảm nhận được biến hóa dưới thân anh. Gương mặt Tô Kỳ đỏ chín, không dám lộn xộn tiếp. Nhưng Tống Hiệu Đình nếm được vị ngon ngọt, cả người đều bay bổng. Quan hệ của họ là danh chính ngôn thuận, ban ngày nghiêm chỉnh đứng đắn một chút cũng được, buổi tối nằm cùng một cái giường, đắp cùng một cái chăn thì đứng đắn cái quái quỷ gì chứ? Nếu vậy chắc chắn là đôi tình nhân bên nhau sớm tối, tình yêu cuồng nhiệt đang trong giai đoạn tốt nhất. Hơn nữa anh muốn cô nhiều năm như vậy, hôm nay là sinh nhật anh, bảo anh làm sao mà nhịn được. Nhưng anh vẫn cố gắng nhịn xuống, một là vì sợ dọa tới cô, hai là ngày mai cô phải chạy sâu, không thể làm cô quá mệt mỏi được. Hôm nay tha cho em đấy. Tống Hiệu Đình ôm cô, để cô thoải mái một chút, ý tứ mở ám, mười phần hàm xúc. Cô cũng là người trưởng thành, nghe thấy lời này mặt đỏ tay hồng hết lên, may mắn không bật đèn, nếu không chả biết anh chiêu gẹo cô ra sao. Cô phát hiện người đàn ông này là sói đuôi to, lúc mới đầu anh gặp cô còn đỏ mặt giống bé cún nhỏ, giờ thì quấn quýt lấy cô cầu tình, rõ ràng là một con chó săn nhỏ mà. Tô Kỳ xoay người, nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của anh. Cả ngày anh đều nghĩ tới mấy chuyện này, em còn lâu mới cho anh, Tống Hiệu Đình vui vẻ vuốt tóc cô. Kỳ kỳ, em cảm thấy lời này của em có bao nhiêu phần trăm đáng tin. Lúc Tô Kỳ tỉnh ngủ thì Tống Hiệu Đình đã không còn nằm trên giường. Cô thử sờ sờ bên cạnh, hơi ấm vẫn còn, coi bộ vừa rời đi không lâu. Khi ngồi dậy, tấm chăn trượt xuống ra thịt trắng tuyết của cô, làm cô phải nắm chặt chăn để phòng cảnh xuân lộ ra. Quần áo tối qua bị vứt loạn trên sàn được anh xếp lại gọn gàng đặt trên ghế. Cô nhìn thấy cũng hơi mất tự nhiên Đi ra phòng khách Thấy anh đang ở trong bếp nấu bữa sáng cho cô Làm lòng cô ấm áp Tuy tính anh khá bá đạo Nhưng anh rất yêu cô Điểm này tự cô có thể xác định Cuộc sống được chiều chuộng cũng khá tốt đó Sau khi dùng bữa tối xong Tô Kỳ cầm quần áo ngày hôm qua Được đưa tới đi quay chụp quảng cáo Bắt đầu công việc bận rộn Còn Tống Hiệu Đình đã đặt vé máy bay xong Chuẩn bị trở về thành phố A Em không thể ra sân bay tiễn anh anh nhớ tự chăm sóc bản thân cho tốt đấy thấy anh chuẩn bị xong hành lý trở về thành phố a trong lòng cô ít nhiều vẫn có hơi nối tiếc nhưng không nói ra khỏi miệng được rồi em cũng vậy đó nhớ ăn cơm đúng giờ nhớ anh thì gửi tin nhắn cho anh tống hiệu đình ánh mắt đầy vẻ cương chiều vươn tay ôm cô một chút ai nhớ anh em cũng rất bận đấy tô kỳ ngoài miệng nói không nhớ anh nhưng vẫn lặng lẽ bỏ chìa khóa nhà của mình vào túi khoác anh ấy tống hiệu đình không phát hiện hai người đơn giản tạm biệt nhau rồi đi tới chỗ mỗi người muốn đến lịch công việc của tô kỳ bị sắp xếp kín mít suy nghĩ hồi lâu cô vẫn quyết định nói chuyện mình yêu đương cho úc nam biết dù sao chị ấy cũng là người đại diện của mình ngày thường đối xử với cô như chị em nên cô không khách sáo quá nhiều tuy úc nam không tán thành nhưng vẫn không đuổi tận giết tuyệt như với mấy người nghệ sĩ khác chỉ bảo cô tạm thời đừng vội công khai Hiện tại độ nổi tiếng của cô rất cao Nhưng địa vị hoa đàn mới vẫn chưa vững chắc Nếu công bố tình cảm chắc chắn sẽ bị mất một lượng fan lớn Vì an toàn nên trước tiên không được công khai Mỗi ngày hai người đều trò chuyện với nhau giống đôi tình nhân Có điều hai người rất bận Mỗi lần chỉ có thể hỏi han nhau đôi lời Đã phải lao đầu vào công việc Bất trí bất giác đã tới tháng 12 Chưa đầy nửa tháng nữa sẽ đến Tết Buổi triển lãm tranh của Tống Hiệu Đình cũng đã được đăng báo thời gian rảnh rỗi của anh cũng nhiều hơn nhưng đáng tiếc tô kỳ quá bận không có thời gian gặp mặt anh hay thời gian tới tham dự buổi triển lãm của anh tuy anh có hơi mất mát nhưng vẫn tri kỷ thông cảm cho công việc của cô bức vẽ đẹp nhất do tống hiệu đình vẽ có tên là ánh hoàng hôn tại khẩn đinh bức tranh đó được khen ngợi là bức tranh màu nước đẹp nhất đài loan trong năm nay với cảnh bức tranh là ánh hoàng hôn tại khẩn đinh trên đó vẽ hình bóng một cô gái mặc váy dài màu trắng Bộ dáng mờ ảo làm lòng người rung động Tống Hiệu Đình cũng là họa sĩ Có chút tiếng tam tại Đài Loan Nên khách tới buổi triển lãm rất nhiều Ngoài ra còn có một số fan nữ Từ Đại Lục tới nghiêm túc Nghe anh giới thiệu về buổi triển lãm Lúc anh đang giới thiệu Di động anh rung lên Anh dùng tay ấn tắt rồi tiếp tục thuyết trình Nhưng không ngờ đối phương vẫn tiếp tục kiên trì gọi điện thoại cho anh Bất đắc dĩ Anh chỉ có thể để người khác thay anh lên thuyết trình Rồi đi tới nơi khác Lấy di động ra nhận cuộc gọi sau đó là âm thanh vui mừng truyền qua màn hình điện thoại lạnh băng, làm tim anh rung động. Tống Hiệu Đình lập tức chạy xuống sảnh lớn lầu 1. Đa số mọi người đều ở lầu 2 xem triển lãm tranh, lầu 1 chỉ có top 3, top 5 người. Cô gái của anh đang bị chặn ở cửa không cho vào. Tô Kỳ dùng ánh mắt bất đắc dĩ nhìn anh, ý bảo chú bảo vệ bên cạnh không cho cô vào. Tống Hiệu Đình hiểu rõ trong lòng, nói thân phận của cô với bảo vệ. Nói xong bảo vệ lập tức thoải mái để cô đi vào có phải rất vui và ngạc nhiên không tô kỳ chấp chấp đôi mắt to tròn vẻ mặt kiêu ngạo nhìn anh sao em không nói với anh một tiếng tống hiệu đình ôn nhu nháo chóc mũi cô một cái ôm cô vào lồng ngực mình hít hương thơm trên người cô nhớ anh thì tới thôi tô kỳ cười hì hì nhìn anh mặt mày đều là bộ dáng vui vẻ khi đang trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt chú bảo vệ nhìn bộ dạng anh anh em em của hai người mặt già cũng đỏ lên hơi ngại ngùng trong lòng chú ấy thầm nghĩ Hiện tại những người trẻ tuổi thật cởi mở Tống Hiệu Đình lôi kéo tay cô đi lên lầu 2 Phòng dùng để triển lãm tranh Buổi thuyết trình đã kết thúc Mọi người đều đang tự đi tham quan Phòng triển lãm có một bức tranh vô cùng rõ ràng Tô Kỳ nhìn qua một cái liền nhận ra Đó chính là cảnh tượng lần đầu gặp anh Cô nắm chặt tay anh khẽ hô Đó chẳng phải là em mà Sao anh... Tống Hiệu Đình gật đầu Cam chịu lời cô nói nhìn vẻ vui mừng trên mặt cô lại cố biểu môi tỏ vẻ không vui anh tống tôi cho rằng ngài đã xâm phạm tới quyền chân dung của tôi tôi có thể kiện ngài như thế thì ngài phải đền tiền đó tống hiệu đình giả vờ ngạc nhiên thật vậy ư vậy em kiện đi cả thân lẫn gia tài đều cho em hết đáng ghét tôi kỳ làm bộ đánh anh hai cái cười tới mắt cong cong anh vẽ cũng vẽ mình rút cuộc anh yêu mình bao nhiêu hơn nữa anh còn trao bức tranh tại nơi rõ ràng nhất. Việc này so với việc ghi tên cô càng làm cho cô vui vẻ hơn. Vì trong mắt người đàn ông này chỉ chứa mình cô. Tô Kỳ ôm cánh tay Tống Hiệu Đình không chút che giấu sự vui vẻ và phát ra từ trong lòng. Tống Hiệu Đình, em cảm thấy em càng yêu anh hơn ngày hôm qua. Giờ em làm sao đây? Nghe cô nói vậy, bụng nhỏ Tống Hiệu Đình căng thẳng. Anh vươn tay khác vỗ vỗ đầu cô. Bọn anh đều là của em. Lúc buổi triển lãm tranh kết thúc đã là 5 giờ chiều Tống Hiệu Đình gọi điện cho dì Duyên Bảo muốn dẫn bạn gái về nhà ăn cơm Dì Duyên than thở một tiếng Vui vẻ chuẩn bị Muốn chiêu đãi bạn gái của cậu chủ nhỏ thật tốt Nhắc nhiều lần như vậy Rốt cuộc cũng tới rồi Tống Hiệu Đình lái chiếc xe rất khiêm tốn Nên người ta cảm thấy Người giống anh rất là trầm ổn và đáng tin cậy Tô Kỳ ngồi trên ghế phụ Thắt chặt dây an toàn Tống Hiệu Đình thò đầu qua thơm lên má cô một cái Cô tò mò sau gần đây em cảm thấy anh có gì đó không giống trước vậy anh đi tập gym thấy gần đây ngồi xe lăn làm thân thể kém rất nhiều tống hiệu đình vừa tăng tốc độ xe vừa trả lời cô tô kỳ nhìn anh cơ bắp thấy phía dưới bộ tây trang dường như tùy lúc có thể phát ra sức lực rất mạnh nghĩ nghĩ một hồi thì lại cảm thấy bản thân có hơi mất tự nhiên tống hiệu đình chuyên trù lái xe nên không để ý tới thay đổi của cô tô kỳ nhớ đến phải lại nhà anh ăn cơm nhưng cô chưa chuẩn bị gì cho người nhà anh cả bỗng có chút rối loạn tống hiệu đình em chưa chuẩn bị quà gì cho người nhà anh trời ạ à, sao em có thể quên mất việc quan trọng như thế vào lúc này cơ chứ tống hiệu đình dùng tay nhéo nhéo tay nhỏ của cô an ủi cô nói ba mẹ anh đã qua đời từ lâu trong nhà ngoài anh và anh trai chỉ có dì xuyên chăm sóc bọn anh thôi thế nên em không cần quá lo lắng dì xuyên lần trước em gặp qua rồi đó bà ấy rất tốt tống hiệu đình Em thật sự xin lỗi anh Dường như mọi cảm xúc của anh đối với việc ấy đã tàn biến hết Nhưng cô vẫn rất ái náy Vì đã nhắc tới chuyện làm anh tổn thương Cô gái ngốc Hiện tại có em ở bên anh Anh đã rất hài lòng rồi Thời dịp đèn đỏ Tống Hiệu Đình tặng cô một nụ hôn sâu Rốt cuộc cũng làm lòng ái náy của cô lặng xuống Như lời Tống Hiệu Đình nói Dì Xuyên là một người quản gia rất tốt Đối xử với hai anh em họ như con trai ruột vậy Lúc rửa trái cây với dì Xuyên Cô kể lại tai nạn xấu hổ trước đây của mình với Tống Hiệu Đình và người đàn ông này thật sự có bao nhiêu yêu mình. Rồi đến việc cô nghe nói năm đó anh đã ăn mặc tỉ mỉ, lòng đầy vui vẻ tới gặp cô, lại không may bị xe đụng trúng, từ đó không thể gượng dậy nổi. Lòng cô lần nữa dâng lên cảm xúc ái náy. Cô không biết mình dùng cách gì mà khiến người đàn ông ấy yêu mình sâu đậm như vậy. Sau khi ăn xong, Tống Hiệu Đình mang cô ra công viên ở khu biệt thự để tản bộ hoàn cảnh âm u yên tĩnh hồ nước trong vắt làm cô lần đầu tiên cảm thấy có tiền là một việc rất vui vẻ tống hiệu đình kéo tay cô như cầm tay bạn học nhỏ việc này làm cho lòng cô ngọt ngào như thể tống hiệu đình chỉ thuộc về mình cô đi tới phía sau một thân cây thô to tống hiệu đình để cô dựa vào thân cây gọi cô trở về từ trong suy tư lúc cô chưa biết có chuyện gì xảy ra anh đã thò đầu qua cuồng nhiệt hôn lên trán lông mày cái mũi rồi tới miệng nhỏ của cô. Tô Kỳ ôm cái eo cường tráng của anh, đáp lại nụ hôn anh. Giờ phút này cô tinh tưởng nghe được bản hòa tấu từ tiếng tim đập của hai người. Rất lâu rồi hai người chưa gặp nhau, họ không nhịn được, muốn luôn dính chặt lấy nhau. Đột nhiên có tiếng huyết sáo từ bên kia truyền sang. Tô Kỳ khẩn trương, lập tức đẩy người đàn ông như muốn dán lên người cô ra. Đối phương là mấy đứa trẻ nam nhìn qua rất là nghịch ngợm, huyết sáo xong lập tức chạy đi tống hiệu đình có chút không vui nhưng anh cũng không nói gì sửa sang lại đầu tóc lộn xộn của cô lần nữa cầm tay cô tản bộ bên bờ hồ ông trời không chiều lòng người không bao lâu nước mưa liền tí tách rơi xuống xem chừng ngày càng lớn đình nghỉ mát trong công viên không đủ chỗ chỉ có thể chạy về nhà sau khi trở lại nhà họ tống hai người đều ướt như chuột lột tống sở phong không về dì xuyên nhường lại không gian cho đôi tình nhân nhỏ bản thân dì trở về nhà con trai mình ở vì tự to lớn trống rỗng chỉ còn hai người họ. Mau lên đi tắm rửa đi, nếu không sẽ bị cảm đó. Tống Hiệu Đình nhanh chóng đẩy Tô Kỳ lên phòng tắm. Tô Kỳ có một chút khó xử, nhưng em không có mang quần áo. Lúc đi cô có mang theo vali, rồi đặt trong phòng chứa đồ tại nơi triển lãm tranh, nhưng khi tới đây thì quên lấy mất. Giờ cô nhớ lại thì cực kỳ xấu hổ. "Vậy em tìm đại một cái áo trong tủ quần áo của anh mặc tạm đi, trong nhà không có ai." không cần lo đâu. Anh cũng khá khó xử, vali ngày mai mới lấy về được, vì phòng triển lãm đã sớm đóng cửa rồi. Tống Hiệu Đình đơn giản dạy cô cách sử dụng vòi nước phòng tắm, xong tùy tiện cầm một bộ áo ngủ đi xuống lầu một tắm rửa. Anh tắm rửa xong, Tô Kỳ vẫn còn tắm, thời dịp thời gian này anh nấu canh gừng cho hai người, uống để tránh bị cảm. Thuận tiện gửi tin nhắn cho dì Duyên, bảo cho bà ấy mấy ngày nghỉ, không cần tới nhà họ Tống. Anh muốn lúc cô ở đây anh sẽ tự mình chăm sóc cho cô tô kỳ tùy tiện lấy một chiếc áo sơ mi trong tủ quần áo anh mặc lên người anh còn chi kỷ bật máy sửa cho cô nên toàn bộ căn phòng đều tràn đầy hơi ấm vì vậy cô đi chân trần đứng trước gương chỗ thay quần áo xoa xoa tóc trong gương khuôn mặt cô thanh thoát dáng người hoàn mỹ đầu tóc xõa tung gợn sóng khiến cho cô có hương vị của phụ nữ trưởng thành thêm việc mặc chiếc áo sơ mi to rộng của đàn ông càng thăng thêm vẻ quyến rũ phong tình vạn trùng. Tô Kỳ nhìn chính mình trong gương, đột nhiên nhớ tới gì đó, rồi cô cởi bỏ hai cúc áo để lộ ra xương quay xanh, thêm vẻ gợi cảm. Cô vô cùng hài lòng với mình trong gương, Tống Hiệu Đình chắc hẳn cũng rất thích nhỉ. Tống Hiệu Đình bưng một cốc trà gừng còn nóng đi vào phòng, đặt cốc ở trên bàn. Anh thấy cửa nhà tắm vẫn đang mở, chuẩn bị vào xem cô đang làm gì, thì thấy nước vẫn nhỏ giọt trên sàn nhà. Tống Hiệu Đình liên hiểu, cô đây là muốn chơi trò trốn tìm với anh anh không vạch trần ý đồ của cô giả vờ như không có chuyện gì đi vào phòng tắm sau đó đến phòng treo quần áo bắt lấy và giữ chặt tay cô bắt được em rồi trong lúc anh đang đắc ý thì bị tô kỳ đẩy ngã vào ngăn tủ quần áo sau đó anh nhìn sang tấm gương đối diện có thể thấy được quần áo trên người tô kỳ nhìn từ góc độ của anh tô kỳ đang mặc chiếc áo sơ mi to rộng của anh khuôn mặt cô sau khi tắm xong trông như một tinh linh nước anh còn nhìn thấy rõ cảnh đẹp ở trước ngực cô. Cô học anh ngay lập tức trở nên căng cứng, cô đang quyến rũ anh hay sao? Đáng chết nhất là cô còn đang dùng vẻ mặt vô tội nhìn anh, dụ dỗ anh phạm tội. Nhưng khi sờ thấy tóc cô vẫn còn ướt, anh chỉ có thể tạm thời đè nén dục vọng của mình xuống, lấy máy sấy tóc từ trong ngăn tủ ra để giúp cô sấy tóc. Tô Kỳ nâng cốc trà gừng anh vừa nấu lên, uống từng ngụm, trong lòng cô cảm thấy kỳ lạ, thế nhưng cô không hỏi gì cả. Không phải trên mạng nói mặc áo sơ mi của bạn trai có lực sát thương rất cao sao? Vì sao Tống Hiệu Đình có thể bình tĩnh như vậy? Còn bình tĩnh để cho cô uống trà gừng, giấy tóc cho cô như thế? Tô Kỳ cực kỳ bối rối. Nhưng cô không biết. Đêm mưa gió hôm nay, cô không thể trốn khỏi lòng bàn tay của người đàn ông này. Tống Hiệu Đình vừa sấy xong tóc, thì cô cũng uống hết cốc trà gừng trong tay, còn vô thức liếm môi một cái. Động tác này đối với Tống Hiệu Đình đã chịu đựng quá lâu, chính là một lời mời gọi trí mạng. Anh bất ngờ ném cô lên trên giường, kéo áo sơ mi của cô ra, mà đây là áo sơ mi của anh mới đúng. Anh nhìn thấy cảnh đẹp mà anh vẫn luôn muốn nhìn thấy. Không để ý đến tiếng kêu của Tô Kỳ, vứt đống quần áo đang cản đường đi, đè lên trên. Cả tòa nhà đêm nay đều là của bọn họ. Trên chiếc giường anh nằm ngủ suốt hai mươi mấy năm, đè cô gái anh đặt trên đầu quả tim mấy năm nay xuống, tùy ý hưởng thụ sự tốt đẹp của cô. Bên ngoài mưa to tí tách Ánh đèn trong nhà lờ mờ Độ ấm không ngừng tăng lên hô hấp hai người đan sen Tứ chi tựa sát vào nhau Bên ngoài thì lạnh Nhưng hai người ở trong ổ chăn thì lại oi bức Không khí kiều diễm quanh quẩn giữa hai người Tống hiệu đình chậm rãi đè lên người cô Hơi nóng Làm tay cô không biết nên để ở chỗ nào Kỳ kỳ Giọng anh trầm thấp hơn so với ngày thường Giống như tiếng đàn xe lô gõ len keng vào trong lòng cô Ừ Đôi mắt Tô Kỳ mịt mù hơi sương Giọng nói mềm mại trả lời anh Tống Hiệu Đình vừa nghe thấy giọng của cô Dục vọng lại trào dâng Đỡ lấy eo cô trầm luân cùng nhau Tống Hiệu Đình không ngừng gọi tên cô Tô Kỳ bị động phập phòng trên dưới theo anh Không còn nhớ rõ mình đã làm việc gì Ban đêm nặng nề chìm xuống Tiếng mưa rơi tí tách cũng dần dần nhỏ lại Đèn trên tầng 2 sáng đến dạng sáng mới tắt Ngày hôm sau Cô kỳ thiếu chút nữa không dậy được Lúc cô tỉnh thì trời đã gần sáng Tống Hiệu Đình đã tỉnh Cô nằm trong lồng ngực anh Thấy anh đang cười cưng chiều Cô ngượng ngùng kéo chăn muốn né tránh tầm mắt anh Lại phát hiện chăn chỉ đắp ở trên eo Bọn họ đều khỏa thân Ngay lập tức liền giận dữ và xấu hổ muốn chết Nhìn cô lộ ra cơ thể trắng trèo mịn màng Dục vọng đêm qua của Tống Hiệu Đình lại bùng lên lần nữa Anh ôm lấy cơ thể mềm mại của cô Cảm nhận được hô hấp của cô biến đổi chậm rãi mà sát hòa hợp với cô. Vì bật máy sưởi mà chắn cô bắt đầu đổ mồ hôi. Không biết đã qua bao lâu, Tống Hiệu Đình hai mắt sáng người, ôm cô rồi hôn. Bao quanh Tống Hiệu Đình là sự vui sướng tràn trề sau khi vận động. Mỗi một tế bào trong thân thể đều thỏa mãn sau khi được phóng thích. Cuối cùng Tô Kỳ cũng biết, dù một người đàn ông có dịu dàng, thì đối diện với chuyện này cũng sẽ đột nhiên mạnh mẽ. Tựa như người hiện tại đang đè ở trên người cô tràn đầy tính xâm lược. Cũng may là anh đã ăn uống no đủ Nhưng toàn thân cô giống như bị nghiền nát Tống Hiệu Đình nhìn những chỗ xanh tím Trên người cô mà anh làm ra Đau lòng mát xa cho cô Hối hận vì tối hôm qua không nên dùng sức với cô như vậy Nhưng sau khi động tình Thì anh không thể khống chế được chính mình Tống Hiệu Đình Em cảm nhận được tình cảm của anh Tô Kỳ thấy anh ảo não Tùm tìm cười trêu chọc anh Hai người thân mật ở trên giường suốt buổi sáng Sau bữa trưa Hai người tựa vào sofa xem phim truyền hình Kỳ kỳ Anh muốn đến nhà em ăn Tết Tống Hiệu Đình cực kỳ mong chờ nhìn Tô Kỳ Hy vọng là cô đồng ý Đến nhà cô Tô Kỳ hơi suy nghĩ Xoa xoa tóc của anh, trêu chọc Khó có thể lắm Anh không ở bên anh trai anh sao Anh muốn gặp ba mẹ em Bọn họ đồng ý rồi thì năm sau chúng ta đi lấy chứng nhận được không Trong lòng Tống Hiệu Đình tràn đầy hy vọng với tương lai nếu ba mẹ em không đồng ý thì làm sao bây giờ tô kỳ giả vờ buồn bã chọc anh không đâu anh sẽ khiến bọn họ đồng ý tống hiệu đình cực kỳ tự tin làm nũng với tô kỳ đôi mắt sáng lấp lánh của anh quả thực khiến cho cô không thể nào chống đỡ nổi nhưng cô vẫn muốn trêu anh ai bảo ngày hôm qua anh dùng sức lăn lộn với cô như vậy tuy rằng cô được anh hầu hạ rất thoải mái vậy nếu em không đồng ý thì sao tống hiệu đình nhìn thái độ cô thay đổi Đột nhiên không biết làm sao Anh đã nghĩ đến rất nhiều biện pháp Khi cha hoặc mẹ cô phản đối Nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc cô sẽ không muốn Chỉ là ngày hôm qua Cô mặc áo sơ mi của anh Có thể thấy cô cũng rất thích anh Em... em không muốn sao? Tô Kỳ giả bộ rằng anh nói rất đúng Nội tâm nghẹn cười Tiếp tục trêu anh Em còn trẻ Em còn rất nhiều việc phải làm Em không muốn kết hôn sớm như vậy Đôi mắt anh giống như ngôi sao rơi xuống lập tức trở nên ảm đạm. Đúng vậy, cô nói đúng, hơn nữa anh chỉ là một họa sĩ, thế giới của cô sáng lấp lánh, người nào từng gặp cũng tốt hơn anh, người nào cũng có tiền hơn anh. Tương lai cô bằng phẳng, những người cô quen đều ưu tú hơn một họa sĩ nhỏ như anh, giống như anh trai. Anh vẫn luôn đuổi theo cô, một ngày nào đó cô sẽ đón nhận tình yêu của anh, chỉ là dường như từ trước đến nay, cô chưa bao giờ nói những lời yêu anh. Một lần nữa tình yêu của anh đối với cô lại trở nên do dự Ừ em nói đúng Im lặng một lúc lâu Cuối cùng anh mới phun ra được mấy chữ này Tô Kỳ phát hiện dường như cả người anh trở nên vô lực Bật cười một tiếng Trực tiếp bước chân qua ngồi trên đùi anh Xoa xoa mặt anh Nhìn chăm chăm vào đôi mắt anh Sảng khoái hôn một cái Tống Hiệu Đình ngây ngốc nhìn cô Không biết là có ý gì Tống Hiệu Đình Vì sao anh ngốc như vậy Em đùa anh thôi không phải khó chịu. Có phải là em chỉ đang dỗ anh vui lên không? Về mặt Tống Hiệu Đình ủ rũ. Tống Hiệu Đình, nếu em không yêu anh, vì sao em vừa xuống máy bay đã tìm anh rồi? Nếu em không yêu anh, vì sao lại mặc áo sơ mi của anh, ở lại nhà anh? Anh thật ngốc. Người đàn ông này bình thường rất thông minh, nhưng khi là chuyện của cô, chỉ số thông minh lập tức offline. Nhưng như vậy lại cho thấy tầm quan trọng của cô ở trong lòng anh, không phải sao? nghe xong lời cô nói cả người tống hiệu đình thoải mái hơn quét sạch u ám vừa rồi ôm người phụ nữ đang ngồi ở trên đùi mình thật chặt ủ rũ nói anh có thể đến nhà em không thế cô cho đáp án xác định anh vui vẻ hôn mấy cái trên mặt cô dáng ngồi của hai người thật ái muội anh không còn nghe thấy cái gì ở trên tivi tống hiệu đình trở nên phấn khởi không màng đến sự phản đối của tô kỳ dùng cánh tay mạnh mẽ nâng cô lên tìm tiết tấu đám chìm trong khoái cảm trong đầu tô kỳ quả thực không thể tự hỏi tuy rằng tống hiệu đình nói cho cô biết dì xuyên đã về rồi anh không dặn dò thì sẽ không đến nhưng ban ngày ban mặt cứ ở phòng khách làm chuyện này cô không cần mặt mũi nữa sao dì xuyên khẳng định biết ý đồ của anh về sau bà ấy cũng không dám đến nhà cô tống hiệu đình liền dùng sức một chút như đang trừng phạt cô không tập trung cô chỉ có thể chìm nổi theo cùng anh trong lúc xoáy tình yêu nhưng điều không nói cho anh là thật ra anh yêu cô như vậy cô thật sự rất động tâm người đàn ông đặc biệt đồ ăn đặc biệt của cô chỉ là những lời này làm sao có thể nói với anh một khi nói anh sẽ từ một con chó nhỏ hóa thân thành chó săn mất phần tình cảm này vẫn nên lưu lại trong lòng cô biết là được rồi gần đến ngày triển lãm tranh mà tống hiệu đình tham dự cũng kết thúc thuận lợi bắt đầu lựa chọn một ít quà cho cha mẹ tô kỳ vì thế anh còn đặc biệt hỏi thăm một số tin tức ở chỗ Tô Kỳ. Cha Tô thích siêu tập tem, mẹ Tô thích uống trà. Vì thế anh đặc biệt đến quấy giày Tống Sở Phong vài ngày để anh ấy lấy quyển sách tem mà anh ấy siêu tập được đưa cho anh. Tống Sở Phong cũng có thói quen siêu tầm tem cho nên trong nhà để mấy quyển sách tem thật dày làm báu vật. Nhìn thấy em trai nhà mình vì cha vợ tương lai mà đến xin báu vật của anh ấy. Tống Sở Phong có cảm giác phí công nuôi dưỡng anh nhiều năm cuối cùng tống sở phong lưu luyến không rời tặng anh một quyển dù sao cũng là em trai mình có thể cho thì cho đi tống hiệu đình lại đặc biệt đi gặp một người bạn am hiểu về trà chọn ra mấy loại trà thơm có tác dụng làm đẹp cho mẹ tô đóng gói đẹp đẽ nhìn qua rất tinh xảo tống hiệu đình mua thêm một ít thực phẩm chức năng và hàng tết rồi bay từ thành phố a đến bắc kinh chuẩn bị buổi tối đêm giao thừa cùng cô về thượng hải công việc chuẩn bị đầy đủ đến mức tô kỳ phải tặc lưỡi anh chuẩn bị nhiều quá rồi đấy tô kỳ thở dài một hơi ôm bánh nhìn anh đổi vài bộ tây trang chuyện gặp cha mẹ em không thể qua loa nhỡ đâu bọn họ cảm thấy anh không đáng tin cậy không cho em ở cùng anh thì phải làm sao bây giờ tống hiệu đình rất nghiêm túc với việc này có cảm giác còn khẩn trương hơn khi đi thi mau đưa ra một số ý kiến tham khảo đi tô kỳ đứng ở trước tủ quần áo lật một vài bộ quần áo của anh tây trang quần áo thường ngày quần áo vận động Quần áo của người đàn ông này bất trí bất giác đã lấp đầy một nửa tủ quần áo của cô. Cảm giác động tâm lấp đầy như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tô Kỳ có một ý tưởng, chọn áo sơ mi cho anh, áo choàng, quần hàng ngày. Bên ngoài mặc một cái áo khoác màu xám. Tống Hiệu Đình, tới thử xem. Tống Hiệu Đình gật đầu đi thử. Tô Kỳ ra ngoài phòng khách chờ thành quả. Đổi lại là lúc trước, anh chắc chắn sẽ đùa dẫn cô một phen. Xem ra chuyện này thực sự rất quan trọng với anh, trên mặt tô kỳ không giấu được sự vui vẻ thế nào tống hiệu đình đổi quần áo xong nhìn vào gương dò hỏi ý kiến của cô anh cũng rất thích bộ quần áo mà tô kỳ chọn cho anh nhưng có phải có vẻ hơi bình thường phải không cuối cùng thì việc anh muốn đi gặp cha mẹ cô là một việc cực kỳ chính thức giống trai đẹp tô kỳ vuốt ve cổ áo sơ mi quả nhiên đàn ông vừa cao vừa đẹp trai mặc cái gì cũng đẹp mặc cái gì vừa giữ ấm lại vừa thoải mái Em cũng có một cái áo khoác màu xám Coi như chúng ta đang mặc đồ đôi là được rồi Cha mẹ chắc chắn hy vọng em sống hạnh phúc Mà không phải là gả cho một người cực kỳ nghiêm túc Anh nói đúng không? Nghe giọng nói mềm mại của cô thuyết phục Mặc quần áo giống cô Nghĩ lại quả thật rất vui vẻ Tống Hiệu Đình ôm cô Đặt cầm ở trên đầu cô Cảm ơn em, kỳ kỳ Không cần khách khí, nhớ phải nấu cơm Tô Kỳ ném cho anh một cái nháy mắt rồi vào phòng ngủ chuẩn bị hành lý về nhà cả căn nhà tràn đầy hương vị hạnh phúc tống hiệu đình rất thích cuộc sống sinh hoạt hiện tại có cô còn có một con mèo con đáng yêu ở sân bay hai người tự nhiên trở thành một tâm điểm đáng chú ý hai người đều có dáng người cao gầy nam có dáng người cao gầy nhan sắc cực đẹp tuy rằng nữ có đeo khẩu trang nhưng mơ hồ có thể nhìn ra là một em gái có giá trị nhan sắc rất cao quan trọng nhất là hai người còn mặc đồ đôi khiến chó độc thân rất là ghen tị. Người đàn ông ôm eo người phụ nữ, không tiếng động mà bá đạo tuyên bố chủ quyền. Tống Hiệu Đình không quen với những ánh mắt từ khắp nơi nhìn lại đây, còn tưởng rằng Tô Kỳ bị phát hiện ra thân phận, cực kỳ khẩn trương. Sau khi nói cho cô, làm cho cô dở khóc dở cười. Chỉ cần em không đối mắt với bọn họ, thì sẽ không bị nhận ra đâu, anh yên tâm đi. Cho dù bị nhận ra cũng không sao, thông báo với toàn thế giới rằng anh là của em, cũng là một việc rất tuyệt cuối cùng tô kỳ không nói ra những lời này nếu như nói cái đuôi của người đàn ông này có thể lên trời cao kỳ kỳ thoải mái đi em tin bọn họ sẽ rất thích anh anh chưa nói xong đã bị tô kỳ cắt ngang lời cô trấn an anh đang khẩn trương cô nói với cha mẹ rằng cô muốn mang bạn trai về ăn tết chắc chắn khiến bọn họ hoảng sợ nhưng trong giọng nói vẫn rất sung sướng cho nên cô không lo lắng anh sẽ không xử lý tốt vấn đề không hợp ở chung với cha mẹ cô chút nào. Dường như tôi Kỳ nhớ đến cái gì, vẻ mặt trịnh trọng nhìn anh. Em muốn nói với anh một việc, hứa miên cũng đến. Chuyện này thực sự cứu vớt Tống Hiệu Đình từ trong sự khẩn trương ra ngoài, nhưng lại khiến anh rớt vào trong một chum giấm. Nhà anh ấy bên cạnh nhà em, thân mật như vậy, chúng em lớn lên cùng nhau, còn là Thanh Mai Trúc Mã. Anh ấy là đàn anh ở đại học của em, còn là đàn anh hồi trước em từng giả là bạn gái của anh ấy để đến gặp ông nội anh ấy bởi vì thân thể ông nội anh ấy không tốt lắm muốn dục anh ấy tìm bạn gái phía sau cô nói cái gì anh đã không nghe vào chung giấm của anh đã bị câu nói này đánh đổ em không nói với anh là vì sợ anh không vui bởi vì trong lòng em chỉ có anh sợ anh cảm thấy ấm ức tôi kỳ cảm thấy tâm tình anh thay đổi vì thế cô nghĩ cách để dỗ anh nếu không phải chúng ta đến Thượng Hải Có phải là em sẽ tính không kể chuyện này với anh đúng không? Tống Hiệu Đình hơi khổ sở Cô không nghĩ rằng không cho anh biết những việc này Giống như là chặn anh ở bên ngoài thế giới của cô sao? Anh hơi tức giận Không phải giận cô không nói Mà là giận bản thân không có năng lực để được cô chia sẻ Tống Hiệu Đình Tống Hiệu Đình anh nhìn em đi Thấy anh trở nên ủ rũ Đôi tay Tô Kỳ nâng mặt của anh Đối mắt với anh trong giọng nói dịu dàng có sự kiên định hiếm thấy Em không muốn anh ấy sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta Bởi vì em cảm thấy cuộc sống của em có anh là đủ rồi Cho nên em không nói về anh ấy trước mặt anh Anh biết không Em rất yêu anh Rất rất yêu anh Tô Kỳ hôn chán anh Có đỡ hơn hay không Tống Hiệu Đình giàu dĩ ôm cô Xin lỗi em Anh không nên nghi ngờ tình cảm của em đối với anh Hiệu Đình Về sau chúng ta là người một nhà Anh phải tin em Cô dùng ngón tay búng chán anh Thấy anh dùng sức gật đầu tựa như một đứa con nít Cô mới yên lòng Tô Kỳ âm thầm thở dài nhẹ nhõm Nắm chặt tay anh Làm cho anh an tâm Cô không phải không biết tình cảm của hứa miên nhiều năm như vậy Mỗi lần ở chung với anh ấy Cô đều đối xử nghiêm túc Cũng sẵn sàng thử ở bên nhau Giữa bọn họ có tình cảm Nhưng loại tình cảm này không giống cô với Tống Hiệu Đình Cô với Tống Hiệu Đình là gặp nhau thì động tâm Không thấy nhau thì nhớ nhung hứa miên với cô mà nói chỉ là một người anh trai làm bạn với cô trên con đường trưởng thành chỉ giới hạn như vậy cho nên cô sẵn sàng vì người đàn ông cô yêu mà từ chối hết ám muội và động tâm đúng vậy giờ này phút này cô rất chắc chắn rằng cô yêu anh vui vẻ lên lát nữa sắp phải gặp cha mẹ rồi tô kỳ cười tủm tỉm nhìn anh giúp anh sửa sang lại quần áo chuẩn bị xuống xe tống hiệu đình gật đầu hôn môi cô không khẩn trương sự thật chứng minh tô kỳ đoán không sai người đàn ông nho nhã lễ độ đứng ở trước mặt cha mẹ cô giống như một người thành đạt đến thăm nhà cô cha mẹ cô càng nhìn con rể thì càng thấy hợp mắt bọn họ cực kỳ vui vẻ khi biết anh đã cố gắng tìm hiểu thứ bọn họ thích để chọn làm quà lúc biết thân thế của anh còn cực kỳ thương anh bọn họ cực kỳ quan tâm đến anh muốn anh coi nơi này thành nhà của mình tống hiệu đình nhìn tô kỳ đầy cảm kích nhờ có cô lần đầu tiên anh cảm thấy có nhiều người nhà như thế này cũng là một việc hạnh phúc như vậy tiểu tống kỳ kỳ bận công việc đôi khi hơi cáu kỉnh còn nhớ bao dung và kiên nhẫn với con bé nhiều hơn một chút mẹ tôi là mẹ vợ nhìn con rể càng nhìn càng thấy thuận mắt mẹ con là con gái ruột của mẹ có người mẹ nào nói xấu con gái ruột như vậy không tô kỳ không vui cái gì mà cô hơi cáu kỉnh cơ chứ mẹ tôi đang muốn trách mắng cô thì bị tống hiệu đình cắt ngang Dì, kỳ kỳ cực kỳ tốt Dì đừng lo lắng Con sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy Anh nói năng có khí phách Không biết vì cái gì Mẹ Tô cực kỳ tin tưởng anh Sau khi biết anh giỏi nấu ăn Mẹ Tô quả thực muốn đuổi con gái đi Cha, cha nhìn mẹ đi Mẹ không yêu con nữa rồi Lòng bà ấy đặt trên người tên móng heo lớn đó rồi Tô Kỳ ngồi vào bên cạnh cha Tô Làm nũng với ông Con nhé Cha Tô yêu chiều chọc mũi cô một chút Đi, để cho bọn họ vào phòng bếp mày mò đi, cha đưa con đi thăm bác Hứa một chút. Bây giờ ạ, à, bọn họ có thể đang chuẩn bị ăn cơm mà chúng ta đến thì không tốt lắm đâu. Tô Kỳ cẩn thận nhìn lướt qua phòng bếp, không ngờ lại bị cha Tô bắt gặp đôi mắt nhỏ của cô. "Con nhớ đừng giống cha con bị quản chặt nhé." "Cha, con nào có." Tô Kỳ lập tức giải thích cho mình, nhưng chỉ có cô biết, dù coi như có thật, trong lòng cô cũng ngọt ngào giống như mất hoa quả. Cha tô chọn một ít quà rồi đưa tô kỳ đến nhà họ Hứa. Vừa vào trong sân đã thấy Hứa Miên đang nói chuyện với ông nội Hứa. Cha, tiểu tô mang con gái đến rồi à? Ông nội Hứa nhìn thấy tô kỳ đến, vẫy tay với cô. Cha tôi lên tiếng, cúi đầu nói chuyện với con gái. Cha đi vào tâm sự với chú Hứa, còn với Hứa Miên nói chuyện với ông đi. Tô kỳ gật đầu, bắt gặp ánh mắt của Hứa Miên, nhưng thật ra cô rất thẳng thắn chào hỏi như ngày thường. Anh hứa năm mới tốt lành nhé Ông nội hứa Vì sao ông lại ra bên ngoài ngồi thế này Vào trong phòng cho ấm đi nhé Tô Kỳ ngồi xổm trước xe lăn Mát ra tay cho ông nội hứa Trò chuyện với ông Trong phòng buồn ra ngoài hít thở không khí Hàn huyên một lúc Ông nội hứa cảm thấy mệt mỏi Hứa miên đẩy ông vào trong phòng nghỉ ngơi Rồi lại đi ra Muốn đi ra ngoài một chút không Trên mặt hứa miên vẫn là nụ cười mà cô quen thuộc Tô Kỳ gật đầu em đưa bạn trai về nhà gặp cô chú im lặng một lúc hứa miên bắt đầu mở miệng ra đánh vỡ sự im lặng thấy cô gật đầu hứa miên mở miệng lần nữa lần này âm thanh hơi khàn chắc chắn là cậu ấy chỉ có thể là anh ấy không thể là người khác giọng nói của tô kỳ phảng phất như xuyên thấu toàn bộ linh hồn hứa miên anh ấy hơi hoảng hốt một số thứ phải bỏ qua sao hứa miên có phải cũng nên buông bỏ hay không chỉ là lồng ngực tại sao lại có một cảm giác trống vắng khó tả Hứa miên Em cũng đã từng thử Nhưng em phát hiện anh vẫn giống như anh trai hơn Cảm ơn anh vẫn luôn chăm sóc em mấy chục năm nay Em có thể đi đến bây giờ Em không thể quên mất anh Vậy mà Tô Kỳ chân thành nhìn anh Tình yêu là việc của hai người Chỉ có hai người thật lòng yêu nhau Ở bên nhau Mới có thể cảm thấy đáng giá Hóa ra bây giờ lại đến em dạy anh về yêu đương Hứa Miên cười dịu dàng với cô, chua xót trong lòng không biết hòa tan như thế nào. Hạnh phúc của anh có khả năng sẽ đến muộn, nhưng nhất định sẽ không có chuyện không đến, tin em đi. Được, tin em." Hứa Miên gật đầu, đời này với cô chỉ như vậy. "Về đi, chú chắc đang tìm em rồi." Hứa Miên đưa cô đi về nhà họ Hứa, cực kỳ giống đoạn đường lúc còn nhỏ, bọn họ về nhà cùng nhau, nhưng về sau, người đi chỉ còn mình anh. Con nói gì với hứa miên Cha thấy đứa nhỏ này không giống với lúc trước cho lắm Thấy hứa miên khách giáo chào ông Nhìn qua có vẻ rất mệt Không có gì Cha đừng đoán mò Con nghĩ cái gì sao mà cha còn không biết chứ Còn gái ngốc Cha tô gõ đầu cô một chút Thở dài một hơi Có thể là do thật sự không có duyên phận Trước kia cha còn nghĩ không chừng hai đứa sẽ về với nhau Cha đã qua rồi Tô kỳ ôm cánh tay ông dựa vào hiệu đình còn đang ở trong phòng để anh ấy nghe thấy thì không tốt cô vất vả mới an ủi thành công cũng không thể cho cha làm loạn đến mức thất bại được kỳ à chờ con gà đến thành phố a về sau cha muốn gặp con sẽ khó khăn rồi nhưng đừng để bị ấm ức cái gì có việc thì phải gọi điện thoại cho cha trừ khi sao hỏa đâm trái đất còn không cha nhất định lập tức đến tiêu diệt người bắt nạt con tô kỳ nghe xong hốc mắt hơi hồng cô dụi mắt hờn dỗi nói Cha nói cái gì vậy Tết nhất mà làm con gái cha khóc Được rồi không nói Vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ của cô Cha Tô cười trấn an Hy vọng Tống Hiệu Đình có thể thay ông Chăm sóc thật tốt báu vật tâm can này của ông Trở về nhà họ Tô Mẹ Tô vừa vặn dọn toàn bộ đồ ăn Đặt ở trước bàn ăn Lại bắt đầu lải nhải Hai cha con anh chạy đi đâu Cũng nhờ Tiểu Tống giúp đỡ tôi nấu đồ ăn Nhìn hai người lười đến mức nào đi Anh đưa con gái đến tặng lễ cho nhà lão hứa cha tô vui vẻ hớn hở con gái không muốn nói nên không nói nhiều cầm lấy bình rượu quý của ông nào tiểu tống muốn ăn tết uống cùng chú vài chén dạ được trên bàn cơm cuối cùng thì tống hiệu đình mới cho hai ông bà biết ý định đi lấy chứng nhận kết hôn với tô kỳ của anh không ngờ hai ông bà rất cởi mở tôn trọng suy nghĩ của anh và tô kỳ chủ yếu là có hiểu biết nhất định với anh cảm thấy anh là một người đáng tin có thể chăm sóc tốt con cái của mình Việc này làm anh cực kỳ vui vẻ Cả đêm cực kỳ hạnh phúc Sau khi cơm nước xong Tống Hiệu Đình đi theo Tô Kỳ lên trên tầng Mẹ Tô biết anh sắp tới Đã sớm thu dọn một phòng cho anh Mấy hôm nay tạm thời ở lại chỗ này Mẹ vợ tương lai đã ra lệnh Tuy rằng trong lòng anh rất muốn Ở cùng với Tô Kỳ Nhưng lý trí vẫn đè nén dục vọng trong nội tâm xuống Đêm đã muộn Tống Hiệu Đình uống khá nhiều rượu Cả người choáng váng Lúc đi đường còn cần Tô Kỳ đỡ một bên anh uống quá nhiều rượu rồi không biết kìm nén một chút à đỡ anh đang lung lay tô kỳ không nhịn được mà nói vài câu chú vui vẻ nên uống thêm mấy chén lời này anh nói ra không sai cha tô hôm nay đúng là rất vui vẻ có lẽ là do lâu lắm chưa được tận hứng như vậy cho nên ông uống nhiều thêm mấy chén cũng may mẹ tô ngăn lại còn không đêm nay chắc chắn hai người đàn ông này không say không về kỳ kỳ anh rất vui vẻ Thân hình Tống Hiệu Đình cứ nhào vào trên người cô như vậy Khiến cô không tự chủ được Mà mang theo anh lùi vài bước về phía sau Tên này thật đúng là không nhẹ Được 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 Tô Kỳ nhớ mày Người anh đầy mùi rượu Đúng là không phải người bình thường rất đáng tin cậy Cũng may là sau khi anh tắm rửa xong Cũng khá thành thật Cô đắp chăn cho anh Ngồi canh anh một lúc Ngoài cửa sổ Tuyết bắt đầu bay chậm rãi Anh chậm rãi chìm vào giấc ngủ Từ khóe miệng đang dơ lên của anh có thể thấy anh đang mơ thấy giấc mơ đẹp. Tô Kỳ cẩn thận tắt đèn đóng cửa, để lại một đêm ngon giấc. Hôm nay là mùng một Tết, Tống Hiệu Đình nghe lời Tô Kỳ quy củ ở nhà tiếp đãi khách đến. Người đến đều là người thân của Tô Gia, bình thường liên lạc qua lại khá nhiều, mà tình cảm cũng tương đối sâu. Em xem chúng ta tiếp đãi bọn họ từng đợt từng đợt như vậy, không phải giống như đậu Hà Lan xạ thủ, đánh tới đánh lui những con cương thi trong Blend and Zombie sao? Tống Hiệu Đình cúi đầu giống như học sinh tiểu học Thì thầm với Tô Kỳ Tô Kỳ bị anh chọc cười Huyết khỉu tay vào người anh Đừng để cho ba nghe thấy Bà sẽ đánh anh đó Tống Hiệu Đình miếu máu Lời nói có chút bất mãn Nhỏ giọng nói thầm Ba em ba em Qua năm này chính là ba anh Tô Kỳ hừ hừ Cũng không trả lời anh Ông nhìn hai đứa trẻ này xem Đứng cạnh nhau vậy mà lại cực kỳ xứng đôi Mẹ tôi đối với cậu con rể tương lai này càng nhìn càng thuận mắt, cũng vô cùng tự hào về con gái do chính mình sinh ra. Có thể không như thế được sao? Tôi mới vừa nghe đứa con nhỏ nhà chúng ta nói, Tiểu Tống ở thành phố A cũng là một họa sĩ rất nổi tiếng, gia thế sạch sẽ, cực kỳ tốt. Mẹ tôi có một chút nghi ngờ, bà chưa nghe anh nói qua về gia đình mình, chỉ biết anh là một họa sĩ, anh trai thì mở một công ty nhỏ, xem ra đứa trẻ này chính là dựa vào sự nỗ lực của chính mình. Nội tâm mẹ Tô lại cho anh thêm vài phần tình cảm. Bản thân có năng lực kinh tế, nhân phẩm đoan chính, đối xử với con gái nhà mình lại vô cùng tốt, còn giúp đỡ nấu ăn. Một con rể như vậy đốt đèn lồng tìm cũng khó tìm được. Được rồi mọi người, bọn nhỏ đều ở bên ngoài, nói lớn tiếng như vậy, lát nữa sẽ thấy ngượng ngùng. Ba Tô thấy vợ mình nói chuyện tràn đầy sự đắc ý, buồn cười cắt ngang các bà, để cho bọn họ chú ý đến hình tượng bề trên của mình. Kia. à, Hứa ra hẹn chúng ta ăn bữa cơm đoàn viên Con cùng tiểu tống thay quần áo Đợi lát nữa cùng nhau qua đó Con biết rồi ba Tô Kỳ vui mừng lên tiếng Đẩy tống hiệu đình lên lầu Ăn cơm cùng hứa miên Tống hiệu đình nhớ mày nhìn sang cô Tô Kỳ gật đầu Chọn cho anh vài bộ trên giá treo trong tủ quần áo Thuận tiện nói cho anh chuyện hôm qua sang hứa ra Khỏi cho anh cảm thấy khó chịu sau khi biết Nghe cô nói xong Tống Hiệu Đình giống như đứa trẻ bám dính ở trên người cô Kỳ kỳ, trước kia em từng thích hắn sao? Đã từng thử, nhưng không có cảm giác. Tô Kỳ thành thật trả lời anh, vươn tay ra bóp mặt anh, đặc biệt kéo mặt anh thành hình tròn. Hiện tại sẽ không, về sau cũng sẽ không. Anh cái đồ móng heo lớn này, phải tự tin một chút nha. Tâm tư nhỏ của Tống Hiệu Đình bị cô nhìn thấu, ôm lấy cô như đang làm nũng, trộm thơm một cái lên mặt cô. Anh biết rồi. Tại hứa ra, Cuối cùng Hứa Miên cũng gặp được bạn trai Tô Kỳ, đứng ở chỗ đó, nhỏ nhã lễ phép, bi thanh mục tú, nhìn qua là một người ôn nhu, khí chất so về hắn không phần cao thấp. Hóa ra Tô Kỳ thích kiểu cậu chủ ôn nhu như vậy. Chào cậu, tôi là Hứa Miên. Tống Hữu Đình bắt tay hắn đưa qua, hai người đều tự âm thầm đánh giá đối phương. Anh lễ phép cười cười. Tống Hiệu Đình, kỳ kỳ thường xuyên nhắc tới anh với tôi, đại ảnh đế hứa. Cô nhắc đến khi nào? nhìn bọn họ hợp tác diễn xuất lâu đến mức có thể thấy lọ giấm chua của anh như muốn đổ hết ra tô kỳ cũng không nói ra tâm tư nhỏ của anh để cho hai người bọn họ nói chuyện phiếm ở ngoài sân bản thân cùng ba mẹ vào cùng nói chuyện ăn cơm hồng nắm tình cảm gọi tên của tôi là được vừa nghe đến cách xưng hô này hứa miên liền nhớ tới tô kỳ chỉ có một mình cô có thể gọi hắn như vậy mặc dù biết rằng hai người đã không có khả năng nhưng hắn vẫn muốn giữ lại cách xưng hô độc nhất này ít nhất đây là thứ duy nhất của cô hai người các cậu thật xứng đôi hứa miên khóe miệng cong lên nhưng nụ cười lại không chạm đến trái tim cảm ơn hứa tiên sinh nghe hắn nói như thế tống hiệu đình nghe được trong lòng cảm thấy rất thoải mái cũng cảm ơn hứa tiên sinh đã chiếu cố và quan tâm đến kỳ kỳ cho tới bây giờ tôi tin rằng sau này hứa tiên sinh nhất định sẽ là một người bạn trai không tồi có lẽ hứa miên tiếp nhận lời chúc phúc của anh tôi không vội hai người hàn huyên một vài chuyện của đàn ông một vài thứ vặt vãnh trong công việc bởi vì một cô gái bọn họ biết nhau tuy rằng bọn họ cũng không thân thiết nhưng lại có thể thêm một người bạn nhiều hơn một con đường hai người đều hiểu rõ đạo lý đó nói chuyện cũng không cảm thấy xấu hổ tống hiệu đình trong tâm cảm thấy thật ra hứa miên cũng là một người có tình cảm rất sâu nặng hắn tôn trọng tô kỳ và sự quyết định của cô hắn cho đi không cần đền ơn nhưng cũng sẽ không làm cho người ta cảm thấy mắc nợ anh có chút không chắc chắn nếu không có anh xuất hiện nếu bây giờ anh còn ở thành phố a như vậy có phải một ngày nào đó tô kỳ sẽ yêu hắn hay không tống hiệu đình không dám chắc chắn tới giờ ăn cơm rồi một lúc sau mẹ tô kêu hai người đang ở ngoài sân nói chuyện phiếm hai đứa trẻ này trời lạnh như vậy cũng không vào nhà mà lại ở đó à bọn cháu vào ngay hứa miên lên tiếng lúc đi mau vào phòng hứa miên lại gọi anh anh tống hy vọng tô kỳ ở bên cạnh cậu sẽ luôn hạnh phúc cảm ơn anh chúng tôi sẽ nhớ cũng chúc hứa tiên sinh anh sớm ngày tìm được hạnh phúc thuộc về chính mình nếu đối phương đối với anh nho nhã lễ độ như vậy anh tất nhiên cũng sẽ khiêm nhường đáp lại hứa miên chẳng qua là giống như một người thầy tồn tại trong cuộc sống của cô cô của hiện tại cô của sau này đều chỉ có một mình anh tống hiệu đình ngẫm lại liền cảm thấy tinh thần sảng khoái Hứa ra cùng tô ra là bạn của nhau Hai ông bạn già cảm tình thật sự sâu đậm Vì thế trên bàn tiệc cũng không tránh được chén rượu qua lại Tống Hiệu Đình ý tứ nâng chén đơn giản một chút Không dám uống quá nhiều Hôm qua uống rượu quá nhiều Ngày hôm sau đứng lên vẫn còn cảm thấy đau đầu Dù sao anh cũng không dám trở lại lần nữa Bữa cơm đoàn viên lần này Người hai nhà đều có tâm sự Hứa ra tiếc cho hứa miên Cũng không thể cùng Tô Kỳ ở bên nhau Dù sao thì hai nhà cũng từng cho rằng bọn họ có thể ở bên nhau lão hứa còn xem cô như là cháu dâu đừng nói đến việc lão thất vọng như thế nào tuy rằng rất tiếc nhưng cũng may là tống hiệu đình cũng nhìn lịch sự tuấn tú rất thương yêu tô kỳ lúc này lão mới yên lòng chuyện này sợ là hứa miên thua tâm phục khẩu phục trên đường trở về tô ra hai người tay trong tay quả nhiên chính là cặp đôi yêu nhau nồng nhiệt nhiệt tình giải cơm chó trên đường tô kỳ vùi mặt vào khăn quàng cổ lộ ra đôi mắt giống như nai con nhìn anh đáng yêu cực kỳ tống hiệu đình ôm cô chậm rãi đi bông tuyết nho nhỏ nhẹ nhàng rơi xuống tan trên mặt đất tình cảnh này anh đột nhiên rất xúc động kỳ kỳ em còn nhớ em từng diễn qua một bộ phim quốc dân không lúc kết thúc bộ phim em nói tuyết rơi rồi em có thể cùng nhau đi đến đầu bạc với tiên sinh không khi xem phim anh rất hâm mộ người hợp tác với em tuy rằng biết đó chỉ là diễn phim nhưng vẫn ảo tưởng có một ngày em cũng sẽ nói ra những lời này với anh bước chân tô kỳ chậm rãi dừng lại đi đến trước mặt anh nhọn mũi chân cười híp mắt nhìn anh đôi môi đỏ mọng khẽ đóng khẽ mở nhìn anh thậm chí có một chút không rõ ràng tuyết rơi rồi em có thể cùng nhau đi đến đầu bạc với tiên sinh không đáp lại cô là một nụ hôn vừa ôn nhu vừa có một chút lưu luyến hai người chăm chú ôm lấy nhau giữa ban đêm tuyết bay ở nơi mà mỗi nhà đều có cuộc sống đoàn viên Bọn họ vốn là người của hai thế giới khác nhau Lại bởi vì anh kiên trì Anh dụng tâm Cho nên hai người mới gặp nhau Vượt qua khoảng cách Nam Bắc Anh vẫn theo đuổi Mặc dù trời rất lạnh Nhưng Tô Kỳ lại cảm thấy Giờ này phút này Trong lòng cô rất ấm áp Được anh bao bọc nên ấm áp Mà Tống Hiệu Đình Lúc trước bởi vì hứa miên mà trong lòng sinh ra cảm giác không xác định Nhưng hiện tại đã hoàn toàn loại bỏ ý nghĩ đó trong đầu không có bất kỳ nguyên nhân gì chỉ là bởi vì anh thật sự tin tưởng cô gái chủ động nhón chân hôn môi trước mắt anh này rất nhiều nếu như cần phải có một nguyên nhân thì đại loại nó chính là anh yêu cô đi đi phía sau hai người là ba tô và mẹ tô nhìn thấy bộ dáng hai người ngọt ngào với nhau đều cười không khép miệng được vội vàng đi vào trong nhà đem không gian để lại cho bọn họ hứa miên đứng ở trong sân nhìn bóng dáng bọn họ bị đèn đường kéo dài đứng rất lâu từng đợt từng đợt gió mang theo tuyết thổi lên mặt hắn hắn nâng chân chậm rãi đi về trong phòng hắn chính là sủng ái cô gái nhỏ kia đã giao cô cho một người con trai so với hắn còn tốt hơn từ nay về sau cô vui buồn yêu giận sẽ cùng hắn không có quan hệ cuối cùng hắn cũng mất cô có một câu hát tôi từ giữa biển người mênh mông đơn độc trông thấy em hiện giờ nguyện đem em trở lại biển người đại loại chính là đang nói hắn đi sau tết tống hiệu đình và tô kỳ lên máy bay trở về bắc kinh trong sự lưu luyến không thôi của hai vị phụ huynh đối với sự nhiệt tình của hai vị phụ huynh tống hiệu đình cũng ghi nhớ lòng tốt của bọn họ ở trong lòng chuyển lòng tốt của bọn họ thành tình yêu của anh với tô kỳ tô kỳ gối đầu lên tay anh đọc tạp chí ngủ quên đi lúc nào không biết ngày thứ hai trở về bắc kinh Hai người dự định đi nhận giấy đăng ký kết hôn, bởi vì thân phận đặc biệt của Tô Kỳ nên phải tìm mối quan hệ để nhờ họ xử lý hộ. Người xử lý hộ cho họ chính là một người phụ nữ trung niên, biết là làm hộ Tô Kỳ liền cười mãi không thôi, nhưng vẫn kiên trì hoàn thành công việc thường ngày của mình, nói ít làm nhiều. Hai người đều mặc áo sơ mi trắng, riêng Tô Kỳ có trang điểm nhẹ một chút, nhìn tràn đầy sức sống của tuổi trẻ. Màu đỏ của phông nền tôn lên nước da trắng của hai người họ quả là một cặp vợ chồng có giá trị nhan sắc cao khoảnh khắc nhận được giấy đăng ký kết hôn cả hai đều có chút ngẩn ngơ nhưng hai người lại suy nghĩ không giống nhau vừa nghĩ đến nửa đời còn lại đều có cô mỗi tế bào trong người tống hiệu đình liền cảm thấy hạnh phúc mà tô kỳ cũng không ngờ rằng bản thân lại thực sự cùng người đàn ông này cứ như vậy mà kết hôn bọn họ cũng mới quen biết nhau vài tháng ngắn ngủi nói thẳng ra thì chính là cô đã tự đem bản thân gả cho anh nhưng cô tin rằng người đàn ông này sẽ dùng tất cả mọi thứ của mình để chăm sóc cô vì lý do gì mà cô khẳng định như thế đấy là từ thái độ và sự nhiệt tình của anh khi gặp cha mẹ cô đã chứng minh anh đủ khả năng để chăm sóc cô tống hiệu đình em muốn hôn anh tô kỳ đột nhiên nói một câu tống hiệu đình còn đang đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình không chú ý đến việc cô nói gì hả tô kỳ nhón mũi chân hôn lên môi anh một cái sau đó lại trốn đi giống như một đứa trẻ con. Anh nhanh chóng phản ứng lại, vui vẻ đáp lại. Trở về tiểu khu, vừa chuẩn bị xuống xe thì nhận được cuộc gọi của Tống Sở Phong. Em đang chuẩn bị gọi điện cho anh, em mới vừa đi nhận giấy đăng ký kết hôn xong. Đầu dây bên kia ngả ngớn cười. Ồ, chúc mừng nha, Tết đến mà cũng lại nhà thờ ơ với anh ruột mình, định lúc nào về gặp ba mẹ. Nghe anh ấy nói ra ý định mà Tống Hiệu Đình không muốn nói, anh cười rồi nắm lấy bàn tay đang để trên ghế điều khiển vụ để một thời gian nữa đi ngày mai em ấy còn phải đến công ty tùy mà giúp anh truyền lời chúc cho em ấy ngược lại tống sở phong cũng rất sảng khoái anh của anh tô kỳ chấp đôi mắt nhìn anh chờ anh trả lời tống hiệu đình gật đầu anh ấy nói chúc em tân hôn vui vẻ tô kỳ tức giận đẩy tay anh anh liền tiếp tục nói tiếp anh ấy hỏi anh khi nào mới đưa em đến thành phố A để gặp ba mẹ anh. Vừa nghe anh nói về gặp ba mẹ, mà Tô Kỳ đã từ từ đỏ ửng lên. Câu nói này của anh khiến tim cô đập mạnh lên. Sau lại vừa nghe thấy phải gặp ba mẹ liền đỏ mặt rồi. Lúc nãy ở cục dân chính, là ai lén trộm hôn anh vậy? Tống Hiệu Đình chế nhạo cô. Anh thật đáng ghét. Tắt đèn xe, chỉ còn lại mấy đốm đèn luôn bật nhấp nháy. Bóng tối bao trùm lấy không gian trong xe, làm nổi bật vẻ kiểu diễm phía trong. Trong lòng Tống Hiệu Đình cảm thấy ngứa ngáy, rất muốn hôn cô, mà nghĩ thế nào anh cũng không dám làm. Hiện tại bọn họ đã đăng ký kết hôn, là vợ chồng danh chính ngôn thuận. Hắn muốn hôn vợ của mình, điều này không gì mà không đúng cả. Hai người đều hưởng thụ cảm giác hôn môi đối phương. Bàn tay của Tống Hiệu Đình cũng không an phận, di chuyển lên xuống. Đúng lúc này tay của anh luồn vào trong áo của cô, cảm giác lạnh lạnh lập tức kéo cô ra khỏi sự mê loạn. Tô Kỳ lướt mắt nhìn anh giống như hờn dỗi, kéo tay anh ra, sửa sang lại vạt áo, mặc áo khoác để cho anh không có cơ hội ra tay. Còn ở bên ngoài đấy, anh kiềm chế một chút. Hai người xuống xe, Tống Hiệu Đình nghiêm chỉnh ôm eo cô, bám dính lấy cô giống như một con bạch tuộc. Chúng ta đã đăng ký kết hôn, đã là vợ chồng, thì anh muốn hôn vợ của mình cần gì phải kiềm chế chứ? Anh bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ, bất bình thay cho mình, nếu như cả quyền lợi này cũng bị cô cướp đi thì chẳng phải anh là một người chồng yếu đuối thất bại hay sao bị người khác chụp được chẳng phải em sẽ bị chị nam mắng chết sao tô kỳ chọc eo hắn thấy vẻ ngạc nhiên của anh trong lòng cô có một cảm giác kỳ lạ cảm giác không thể công khai này khiến trong lòng hai người cảm thấy không vui tô kỳ biết nếu bản thân công khai sẽ tạo cho mình sự ảnh hưởng lớn công ty chưa chắc sẽ cho cô làm ra loại chuyện nguy hiểm này nhưng nếu cô cũng không muốn làm thì tống hiệu đình sẽ buồn lòng tâm trí cô đột nhiên nảy ra một quyết định tốt hơn nhưng cô cần phải hỏi chị nam trước ăn qua loa xong bữa tối tống hiệu đình cùng tô kỳ thân mật nằm trên giường hai người đùa giỡn nhau ẩm mỹ ngọt đến không chịu được mái tóc xoăn mềm mại của tô kỳ ngoan ngoãn nằm dài rác trên cánh tay tống hiệu đình hai người trò chuyện câu được câu không động tác thân mật như thể không để người thứ ba tồn tại tống hiệu đình anh đè em nặng quá Giọng nói của Tô Kỳ mềm mại, cô cố gắng kéo giãn khoảng cách với thân thể của anh. Tô Kỳ âm thầm kinh ngạc, rồi cảm thán dáng người của anh, dù cô đẩy thế nào thì anh cũng không xê dịch dù chỉ một chút. "Anh xin lỗi, đè nặng vợ rồi." Giọng nói của anh nặng nề, tựa như tấm bùa muốn mê hoặc lòng người, gõ ra âm luật hài hòa trong lòng cô. "Anh nói cái gì vậy, một chút cũng không biết ngại." Mà Tô Kỳ đỏ bừng, có cảm giác sau khi ở cùng anh chỉ cần nghe anh nói chuyện cũng có thể làm cho cô đỏ mặt mặc kệ là ngày thường hay là lúc chỉ có hai người anh đều sẽ trêu chọc cô làm cho cô không biết phải nói như thế nào chỉ có thể từ từ chìm đắm trong sự ôn nhu của anh thật không may điện thoại của tô kỳ đột nhiên bắt đầu rung lên tống hiệu đình tay chân dài giúp cô lấy điện thoại ở đầu giường chờ cô nghe máy vừa thấy úc nam tô kỳ lập tức nghe máy tống hiệu đình lấy quần áo trong tủ rồi đi về phía phòng tắm Tô Kỳ biết là anh muốn đi tắm để trở lại không gian cho cô. Trong lòng cô lập tức cảm thấy ấm áp. Người đàn ông này có thể dùng hành động nhỏ mà bộc lộ tình yêu đối với cô. Úc Nam tìm cô đúng là để nói chuyện hôm nay cô muốn công khai mối quan hệ của cô với Tống Hiệu Đình. Giọng điệu của Úc Nam có một chút nặng nề. Tô Kỳ, hậu quả sau khi công khai em cũng đã hiểu rồi. Tuy rằng công ty cũng không có văn bản rõ ràng về việc quy định nghệ sĩ không được yêu đương nhưng tài nguyên của em khẳng định không tốt như trước nữa. Bộ ảnh em cùng Hứa Miên Trù kia, bên tổ chức khẳng định cũng muốn xào scandal của bọn em để gia tăng nhiệt độ. Nếu sự tình theo chiều hướng không thể phát triển, vậy thì mối quan hệ của em và chị cũng kết thúc. Nếu em muốn như thế nào thì hãy tự quyết định. Nghe xong lời nói của chị ấy, Tâm Tô Kỳ hoàn toàn không bị dao động, ngược lại càng thêm kiên định. Nếu nói có, đại khái là tiếc nuối. Chị Nam anh ấy vì em mà bước 99 bước thì một bước cuối cùng này đã đến lúc em phải bước rồi, em không thể lùi bước. Úc Nam thở dài lắc đầu, vậy em phải cố gắng tự lo cho bản thân, chị sẽ ở công ty nỗ lực đấu tranh vì em. Em sẽ. Trong lòng Tô Kỳ ấm áp, mấy năm nay Úc Nam đối đãi với cô tự như chị em ruột thịt, cô đã quen có một người chị gái tri kỷ rồi. Nếu sau này thật sự phải xa nhau, nói chung cũng sẽ là một đoạn hồi ức đẹp. Chị đang vội chúc em tân hôn vui vẻ nhé cảm ơn chị nam sau khi nói chuyện điện thoại cùng úc nam tô kỳ đăng bức ảnh hai người chụp ở cục dân chính lên facebook của mình còn kèm theo một biểu cảm con thỏ đáng yêu sau khi đăng xong cô liền tắt thông báo điện thoại rồi ném sang một bên một lúc sau tống hiệu đình vừa lau khô tóc vừa bước ra nói xong rồi tô kỳ gật đầu đột nhiên hỏi anh một vấn đề nếu sau này em thất nghiệp anh sẽ nuôi em sao anh không nuôi em thì ai nuôi em? Tống Hiệu Đình cười, dùng ngón tay vuốt dọc theo mũi cô, hỏi ngược lại. Tô Kỳ ôm cổ anh, dựa vào ngực của anh, thân mật cọ cọ. Sau khi anh tắm xong, mùi hương bay vào mũi của cô. Tống Hiệu Đình, em muốn công khai mối quan hệ của chúng ta. Chậm rãi nghe cô nói chuyện với Úc Nam, trong lòng Tống Hiệu Đình tràn đầy cảm động. Người phụ nữ này vì hắn mà làm chuyện dũng cảm như thế Hắn còn có lý do gì mà không yêu cô ấy chứ Hai người cùng nhau ngã xuống chiếc giường mềm mại. Đêm dài chỉ còn lại thân thể hai người chồng lên nhau, mang lại cảm giác hạnh phúc. Em còn chưa tắm rửa đâu. Em không tắm cũng rất thơm. Đèn bàn bật tới dạng sáng mới tắt. Điện thoại sau khi bị cô mở liền rung lên vì tiếp nhận tin tức mới cả đêm. Sự tình cũng không phức tạp như cô tưởng tượng. Tân hôn vui vẻ, cô tô. Đầu tiên là bình luận chúc phúc của hứa miên, chiếm vị trí đầu tiên sau đó những nghệ sĩ bạn bè cùng cô có một chút giao tình cũng sôi nổi đưa lên bình luận chúc phúc vì giới bình luận còn có rất nhiều fan của hứa miên và tô kỳ tỏ ra đau lòng nhưng cũng không thiếu nhiều người chúc phúc tuy rằng cô cũng mất đi rất nhiều fan nhưng cũng có nhiều fan nhìn chúng giá trị nhan sắc của cô và tống hiệu đình mà nguyện ý chúc phúc cho bọn họ về phía công ty không tỏ thái độ ngay chỉ ở facebook của cô âm thầm cho một lượt thích nhưng tô kỳ biết đó là vì Úc Nam giúp cô đấu tranh Kỳ kỳ Lúc đi hưởng tuần trăng mật Chúng ta đi Bali đi Được Các bạn vừa đã nghe trọn bộ câu chuyện Của số phát sóng kỳ này Các bạn yêu mến giọng đọc của Hạ Vũ Hãy cùng để lại cảm nhận bằng cách comment Ở phần bình luận bên dưới Cũng như nhấn like, chia sẻ video Và đăng ký theo dõi kênh Để không bỏ lỡ lịch phát sóng mới nhất trên kênh Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và theo dõi Hạ Vũ và ekip kênh truyện Xin mến chào và hẹn gặp lại